Xin chào những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Chào 297 chị đầu tiên đang xem, chào chị Loan Trần, chào chị Phương Hoa nha, chào chị Áo Cưới Tú Ngân, chào tất cả những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của bên em nha. Rồi chị Loan Trần ơi, bán hàng mà mình đặt, chị Loan Trần ơi, mình đặt hàng từ khi nào ạ? Các chị lưu ý nha. Hiện tại bây giờ bên hàng, đơn hàng của bên em gọi là đang quá tải nhá. Hiện tại đơn hàng của bên em đang quá tải, có thể là hôm nay các chị đặt hàng thì ngày mai hoặc muộn nhất là ngày hôm sau nữa bên em sẽ gọi nha, bởi vì đơn hàng đang quá tải này. Chào 349 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Trong số livestream đặc biệt ngày hôm nay, chị yêu nào muốn săn xét váy dạ nha. Chị yêu nào muốn săn xét váy dạ giảm giá 70% trong 10 phút livestream đầu tiên của Thời Trang Công Sở, nhanh tay vào livestream này và chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 70% cho 10 phút đầu livestream của bên em nha. Một set váy như mẫu em đang mặc là hàng thiết kế chất liệu vải dạ cao cấp. Hàng thiết kế chất liệu vải dạ cao cấp đang có giá bán tại cửa hàng là 830.000 một set nha. Bao gồm một váy và một áo khoác ở bên ngoài chưa ạ? Một set đang bán tại cửa hàng là 830.000, trong livestream này giảm giá 70% trong 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 230.000 một set. Một set bao gồm gì ạ? Một set bao gồm là một váy ở bên trong nha. Đây em cho các chị xem nha. Một set của mình bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong. Với cái váy dạ này thì các chị có thể mặc kết hợp cùng với cả là mùa này thì mình mặc áo len ở bên trong, xong mình mặc cái áo sát nách này ở bên ngoài này, kèm theo cả một áo khoác dạ nữa nha. Một set này đang có giá bán tại cửa hàng là 830.000 một set. Trong livestream này dành ra 10 phút livestream đầu tiên, em xả hàng với giảm giá 70%. Xả hàng giảm giá 70% chỉ còn 230.000 một set. Đủ size S, M, L, XL, 2XL nha. 40 đến 65 cân các tình yêu có size mặc vừa. 40 đến 65 cân các tình yêu có size mặc vừa. Giảm giá 70% áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Mã sản phẩm này, set này gồm có tất cả 5 tông màu cho các chị lựa chọn này. Mẫu này gồm 5 tông màu cho các chị lựa chọn. Em cầm trên tay đây, mình gọi cho em là màu hồng nha. Tiếp theo em có thêm là màu đen nha. Tiếp theo là màu đen này. Có thêm màu đỏ nha. Có thêm màu vàng. Và mẫu em đang mặc đây gọi cho em là màu xám này. 830.000 một set, giảm giá trong 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 230.000 một set. Một set bao gồm một váy và một áo. Đây là hàng thiết kế cao cấp, chất liệu là vải dạ nhập khẩu nha. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa cho em. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa. Một set của em bao gồm một áo dạ sát nách ở bên trong. Đó, bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong nha. Bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong và gồm có thêm một áo khoác dạ ở bên ngoài. Từ 830.000 trong livestream này giảm giá 10 phút livestream đầu tiên chỉ còn 230.000 một set. Áp dụng cho các chị yêu nào chia sẻ livestream này cho em đủ 5 lần ở chế độ công khai nha. 5 tông màu cho các chị lựa chọn, đủ size S, M, L, XL và 2XL. Từ 40 đến 65 cân mình có size mặc vừa. Từ 40 đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Chị em lấy comment cho em này, 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xám rất là trẻ trung luôn này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Hàng đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là tông màu xám rất là đẹp luôn nha. Có thêm tông màu vàng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu vàng nha. Có thêm tông màu hồng này, rất là trẻ trung nha. Có thêm tông màu đen này. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ nha. Rồi 58 cân chị mặc size XL cho em. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa này. Ra chia sẻ luôn cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rất là đẹp và trẻ trung luôn đấy. Các chị có thể mặc giống như mẫu ở bên em này. Một cái màu xám như này rất là xinh nha. 830.000 một cái set dạ cao cấp và giảm xuống chỉ còn 230.000 cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream rồi. Nguyễn Kim Thoa 230.000 màu xám ok 2XL này. Em chỉ có bán trong 10 phút đầu tiên với mức giá 230.000. Nên chị em nào ưng mẫu này chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em này. Quá là xinh luôn, màu xám như mẫu đang mặc nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu đen nha, cực kỳ đẹp luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị. Và cuối cùng đây là tông màu vàng nha.
Rồi ok, chị Vi Nhàn một cái màu xám, ok chị Nguyễn Trường đã chia sẻ nhanh tay vào comment đi này. Rồi ok, Hạnh Trần một cái màu xám ok luôn nha. Luân Thường một cái màu hồng ok chị luôn này. Thanh Nhàn một cái màu đen ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Rồi ok, chị Hậu Lợi 230.000 một set màu xám của chị ok này. Rồi ok, cho chị Tú Nhàn này 230.000 một set màu vàng ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Quá đẹp, quá xinh luôn này. Màu đen đây nha, màu đen này. Quá là xinh luôn, có thêm màu xám như mỗi năm mặc nha. Có thêm tông màu đỏ này, có thêm tông màu vàng này. Rồi ok, Linh Phan 230.000 màu xám 54 cân mặc vừa size L cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em xả báo với mức giá ưu đãi nha. Đây là áo rồi nha chị ơi, gồm có một set này. Một set ở bên em gồm có một áo nha và một cái váy sát lách bên trong này. Rồi ok, Nguyễn Trường một cái màu xám ok, Ngô Thanh Hoa một cái màu xám ok này, Diễm Phúc 230.000 màu hồng ok, Chu Cảnh 230.000 màu đen ok nha, Diệu Linh Diệp 230.000 màu xám ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Chị Đào Ngọc Khánh Chi để lại số điện thoại cho em một set gồm một váy và một áo cho các chị, quá rẻ quá đẹp luôn. Rồi chị em nó lấy chốt nhanh chốt lẹ trong 10 phút đầu tiên cho em nha. 830.000 một cái set cao cấp như này ở bên em giảm xuống cho các chị tại 10 phút livestream đầu tiên là 230.000 và có size cho người 40 cân đến 65 cân quay đầu nha. Rồi chị Nguyễn Thảo một cái màu xám ok này, 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi chị Đào Ngọc Khánh Chi để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Rồi ok, Bùi Hiền 230.000 một set màu xám này, Thanh Trần 230.000 một set màu hồng này, Quế Thư 230.000 một set màu đen ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại cho em đi ạ. Rồi ok, chị Hoa Bùi một set màu xám size L, bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu đỏ cho các chị nha. Thử sang tông màu đỏ cho các chị xem cũng rất là đẹp luôn này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Nguyễn Thảo 230.000 một set màu hồng ok chị này. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em, đây là dạ cao cấp ở bên em nha. Dạ cao cấp ở bên em các chị nhìn này, rất là trẻ trung luôn, các chị quay máy giặt thoải mái luôn cho em, không sợ bị bai xù. Lưu ý là phải ra chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, cho chị Thế Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok này, Đào Ngọc Khánh Chi vàng và hồng ok luôn này. Rồi mặc rời được nha chị ơi, đây là mẫu một cái áo ở bên trong và một set một cái. Rồi ok, cho chị Mỹ Ly một set này. Rồi chị Nguyễn Tường để lại số điện thoại cho em 58 cân mặc xanh N nha. Đây một set rời đây chị ơi, gồm có một áo này, gồm có một áo và một váy sát lách nha, quá đẹp quá sang luôn. 230 kèm màu, kèm số điện thoại cho em và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Quá rẻ quá đẹp cho một cái set này nha. Rất là lạ mắt cho các chị mặc một set dạ như thế này nên này, vừa nhặn vừa lạ mắt luôn nha. Rồi ok, cho chị Tống Thế này 230.000 một set màu hồng ok nha. Rồi Khánh Huyền một set màu xám ok này, Liên Trường một set màu đen ok này. Chốt nhanh chốt lẹ, chỉ có 10 phút đầu tiên mới có mức giá ưu đãi như vậy thôi. Sau 10 phút thì lại trở về với mức giá 830.000 một cái set cao cấp như này nha các chị em. Chất liệu dạ cao cấp cho các chị, có độ co giãn cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái này. Rồi ok, chị Luyến Hoàng 230.000 một set màu đen của chị quá đẹp nha. Rồi ok, chị Lạnh Giá 230.000 một set màu vàng ok này, 230 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, chị Lưu Ly 230.000 một set màu hồng ok này. Vâng ạ, lưu ý là phải chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Quá rẻ quá đẹp, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. 10 phút đầu tiên mới có mức giá là 230.000 nha. Rồi ok, chị Thế Hoàng 230.000 một set màu hồng này, Lâm Như 230.000 một set màu vàng ok nha. Rồi ok, nó chị Loan Toàn 230.000 một set màu đen của chị quá đẹp luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. Quá rẻ quá đẹp cho một set này. Rồi ok, chị Thanh Trần một set này. Rồi có rất là nhiều chị đang chốt cho mẫu này ở bên em. Em có thể đọc tên tất cả các chị được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok, cho chị Nguyễn Quyến 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. Rồi ok, chị Tố Tố 230.000 một set màu xám của chị nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em này. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha.
230 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok cho chị Mai Thị Huyền Linh một cái màu xám ok này. Nguyễn Phương một cái màu đen ok, chốt nhanh chốt lẹ đi không có nhiều nhá. Rồi 1600 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào và chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên cho em này. Rồi ok chị Ngô Quế 230.000 ok nhá. Chị Hà Hòa lấy màu hồng để lại số điện thoại cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là tông màu đỏ nhá. Mẫu em đang mặc lên là tông màu đỏ này. Rồi ok chị Nga Hoàng một set màu đen ok này. Mơ tô một set màu xám ok này. Chị Mỹ Ly để lại số điện thoại cho em này. Rồi ok chị Nguyễn Trường một set màu xám ok, chốt nhanh chốt này 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đi ạ. Màu xám quá đẹp quá sang luôn, các chị có thể cài cúc ở đây hoặc mặc giống như dáng vest như bên em nha. Quá xinh này, thiết kế hai bên túi giả cho các chị này, quá đẹp luôn nha. Một set siêu phẩm như này mới với mức giá 830.000 giảm còn 230.000. Chỉ áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này nha. Rồi một cái vest như thế này thì quá là rẻ luôn này. Rồi ok chị Hà Hòa một cái màu hồng nha. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần để cho các chị tiện theo dõi này. Mỗi em mặc lên là tông màu đỏ nha. Có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn, quá xinh luôn này. Quá là xinh cho cái tông màu xám thì cực kỳ nhã nhặn rồi. Có thêm tông màu đen nha. Có thêm tông màu đen cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu hồng trẻ trung cho các chị nha. Và cuối cùng đây là tông màu vàng này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Bây giờ em sẽ ra kiểm tra xem lượt chia sẻ của chị đã, các chị đã chia sẻ hay chưa này. Rồi ok, Tố Uyên một set màu vàng ok này, Mỹ Ly một set màu vàng ok luôn nha, Thanh Nhàn một set màu đen ok này, Lưu Ly một set màu xám ok chị này. 230 kèm màu kèm số điện thoại đây, mẫu em đang mặc lên đây là một cái set màu đỏ nha. Một set màu đỏ rất là nhẹ nhàng cho các chị này, cực kỳ trẻ trung luôn nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Anh Tú 230.000 một set màu đen luôn này, Quế Nguyệt 230.000 một set màu hồng ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 830.000 ở bên em giảm xuống cho các chị chỉ còn 230.000 nha. Rồi ok chị Uyên Nhi là 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok chị Thanh Tường 230.000 một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Đủ 10 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok Lê Thương 230 một set màu đen ok chị này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu đen cho các chị xem nha. Có thấy rất là nhiều chị thích cái màu đen này, em sẽ thử sang cho màu đen này. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang chảnh cho các chị luôn nha. Thiết kế hàng này là hàng dạ cao cấp ở bên em này. Hàng này hàng dạ cao cấp nha, có gồm có hai sản phẩm, một trong một luôn nhá, hai trong một này. Rồi ok Trần Nguyệt Nga một set màu đen ok đây các chị nha. Một váy ở bên trong này đấy, mùa hè các chị mặc mỗi một cái váy này thôi mặc đã rất là lịch sự rồi. Khi mà các chị đi vào mùa đông trời hơi se lạnh như chúng ta khoác một cái áo ở bên ngoài thế này nhá. Rồi có size nha, đủ size cho người 40 cân đến 65 cân quay đầu nhá. 45 cân chị mặc size S cho em nha chị ơi, 40 cân đến 65 cân quay đầu có size thích hợp này. Rồi ok cho chị cho chị Thanh Thanh 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok cho chị Liễu Nguyễn 230.000 một set màu xám của chị ok nha. Rồi ok Thanh Nhàn 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 ạ. 62 cân mặc size 2XL nha, chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút livestream đầu tiên này. Hàng xả nên là không có nhiều nên các chị phải chốt nhanh thì mới có đơn hàng nha. Rồi ok chị Thế Kiệt 230.000 một set màu đen của chị ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Phương Phương 230.000 một set màu hồng ok, lên đơn hàng thành công của chị nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp cho các chị luôn. Các chị nhìn chất liệu dạ này, dạ này là dạ cao cấp ở bên em nha. Có thêm kim tuyến cho các chị mặc lên vừa sáng vừa nổi này. Rồi ok chị Hồng Hoàng 230.000 một set màu hồng này. Mễ Trì 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các nhập công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok cho chị Cẩm Trướng 230.000 một cái màu xám 61 cân mặc size 2XL ok này. Chị Tinh Trúc một cái màu xám size L ok luôn nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream đi, số lượng có hạn thôi nha. 10 phút đầu tiên bên em xả bán với mức giá ưu đãi thôi ạ. Rồi ok Cao Học 230.000 một set màu xám ok này. Rồi ok chị Tuấn Tú 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 này.
Rồi ok chị Thu Thu 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok cho chị Quân Nguyễn 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi chị Mai Lê lấy bộ gì để lại số điện thoại cho em đi chị ơi, comment đúng cú pháp này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc màu đen lên cho các chị xem đây, quá là đẹp luôn này. Màu nào cũng đẹp ok chị Lương Lê một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok chị Ngoan Đỗ này một set màu kẻ đen ok này. Chị Mai Thị Huyền Linh 47 cân mặc vừa size M nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa, quá là đẹp trong một cái set như thế này luôn này. Các chị mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc đi Tết từ bây giờ thì rất là đẹp luôn nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là kẻ đen trắng cho các chị, quá là đẹp luôn nha. Mặc kẻ đen trắng lên cho các chị quá là đẹp và sang luôn này. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa, lưu ý là phải chia sẻ luôn cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 á. Quá rẻ quá đẹp cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Tố Như 230.000 một set kẻ đen trắng ok này. Đây set kẻ đen trắng này quá đẹp cho các chị luôn này. Đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại tất cả các tông màu để cho các chị tiện theo dõi này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen nha, quá là đẹp luôn trong một cái set vest này. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu xám nha. Có thêm tông màu xám quá là xinh luôn này. Có thêm tông màu hồng cho các chị này. Và cuối cùng đây là tông màu vàng nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Bích Lê 230.000 một set màu đen ok nha. Rồi 60 cân chị Dì Tin mặc vừa size XL cho em này. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số phù hợp. Rồi ok chị Lê Hoàng này 230.000 một set màu đen của chị ok nha. Đây đen trắng này quá là đẹp và sang luôn này. Cái màu cực kỳ dễ mặc, chị em nào cũng có thể mặc lên được cho em nha. Thu Thủy 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok cho chị Hồng Lê 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhé. Em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ xem các chị đã chia sẻ đủ 5 lần trở lên chưa nha. Em đã chốt rất là nhiều đơn hàng rồi và trong 10 phút đầu tiên có mức giá là 230.000 thôi nha. Một set 2 trong 1, vừa được một váy sát lách ở bên trong này, vừa được một cái áo khoác ở bên ngoài nha. 45 cân mặc vừa size S cho em ok. Vũ Thị Nguyệt một set là màu vàng ok này. Phạm Bio 230.000 một set màu đỏ ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhé. Chia sẻ cho em đủ 5 lần và các của nhóm công khai nha. Rồi ok chị Nhập Thành này 230.000 một set màu đỏ của chị ok này. Quế Lan 230.000 một set màu hồng ok nha. Rồi ok Luân Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu vàng cho các chị xem nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai nha. Chất liệu dạ cao cấp này, có độ co giãn nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái. Dáng ở bên trong là một cái váy suông chữ A cho các chị. Dấu khuyết điểm tuyệt đối cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Thanh Nhàn 230.000 một set màu hồng của chị này. Ok chị Quế Như 230.000 một set màu đen nha. Rồi ok Trần Thị Hạnh một set kẻ đen ok chị này. 52 cân mặc vừa size L này. Loan Đỗ 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok Tuấn Thể 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 nha. Rồi ok chị Lan Lan 230.000 một set màu đỏ ok chị này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Luận Lê 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi này. Rồi ok cho chị Lan Lê 230.000 một set màu xám của chị ok nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Trong 10 phút đầu tiên bên em xả bán với mức giá ưu đãi nên là các chị chốt nhanh chốt lại cho em này. Set cao cấp đang báo với mức giá 830.000 ở bên em nha. Quá rẻ quá đẹp trong một siêu phẩm như thế này luôn. Nên còn chị em nào ôm chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lại cho em này. Rồi ok chị Thảo Lê 230.000 một set màu đen ok chị luôn nha. Rồi ok chị Hảo 230.000 một set màu vàng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Như Nguyệt 230.000 một set màu đen ok này.
230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Mẫu bên em thử phun màu cho các chị xem nha. Màu nào mặc lên cũng nổi, màu nào mặc lên cũng đẹp và sang cho các chị luôn. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu vàng vào cho các chị xem này. Bây giờ mẫu bên em sẽ mặc thử cái tông màu vàng lại cho các chị xem nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu vàng ra cho các chị xem. Màu vàng đẹp cực kỳ luôn này, rất là đẹp luôn nha. Chị em nào nhanh tay thì có mẫu mới có đơn hàng này. 230 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Đây mẫu em nào mặc lên là tông màu vàng nha. Chị em nào lựa chọn màu vàng lựa chọn nhanh tay cho em này, quá là đẹp luôn này. Chỉ có 30 set và chia đều cho 5 màu nha. Rồi ok, Nguyễn Anh Tôm 230.000 màu đỏ ok này. 230k một cái màu vàng ok nha. Rồi ok cho chị Nguyễn Anh Tôm rồi nha, nên đơn hàng cho chị rồi này. 230.000 một set màu đen nha. 230.000 một set màu đen. 230.000 có thêm set màu xám cho các chị này. 230.000 có thêm set màu hồng nha. 230.000 có thêm set màu đỏ. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nha. Rồi ok cho chị Nguyệt Lê 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok cho chị vâng, Trăm Khóc 230.000 một set màu đen ok nha. Rồi ok chị Loan Hoàng 230.000 một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000. Rồi ok Tố Uyên 230.000 một set màu đỏ ok chị này. Màu vàng mặc lên quá nổi quá sang luôn nha. Chất liệu dạ này rất là mềm mịn này, dạ nhập khẩu luôn nha. 830 giảm chỉ còn 230.000 cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên này cho em thì sẽ có mức giá là 230.000 này. Rồi ok cho chị Thế Kiệt 230.000 một set màu đen này. Rồi ok cho chị Trai Thành Nam 230.000 một set màu đỏ ok nha. Nguyễn Anh Tôm có đơn hàng rồi, không comment lại nữa giùm em này. Ra chia sẻ nhanh tay cho em đủ 5 lần với các hội nhóm công khai nha. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 nha. Rồi ok cho chị Nguyễn Nhàn 230.000 một set màu đỏ ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok chị Lan Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok chị này. Bây giờ mẫu sẽ thử qua màu hồng cho các chị xem nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2-3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình nha. Rồi ok chị Nguyệt Lê 230.000 một set màu vàng ok này. 230.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok chị cho chị Tôm Tép 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Điệp 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok chị Lan Hồ 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Ra chia sẻ cho em 2-3 lần và các hội nhóm công khai đi ạ. Rồi ok chị Vũ Thị Nguyệt đổi sang lấy set màu vàng ok nha. Xuân Tâm một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Màu nào mặc nên cũng rất là đẹp và sang và trẻ trung như các chị nha. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn này. Rồi ok chị Nhàn Nhàn 230.000 một set màu xám của chị ok nha. Rồi chị Lan Ngô 230.000 một set màu đen ok này. Lưu ý là nhanh tay ra chia sẻ cho em đi. Có rất là nhiều chị đang đặt hàng mà em không thể đọc tên tất cả các chị nên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quá là đẹp và trẻ trung luôn, không mặc lên người thì rất là tiếc luôn nha. Rồi ok cho chị Liễu Hoàng 230.000 một set màu đen của chị này. Rồi ok Quế Như 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. 2-3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 nha. Rồi ok chị Quyền Nguyễn 230.000 một set màu xám của chị ok này. Vũ Lê 230.000 một set màu đen ok nha. 50 cân mặc vừa size M cho em này. Chị đã lấy comment nhanh cho em 230 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Hàng xả lên số lượng có hạn thôi, các chị chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nha. Rồi ok đó chị
Tân Xuân 230.000 một set màu đen, ok này, 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Một set dạ gồm có một váy sát lách và một áo vest ở bên ngoài nhá. Mặc lên cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn, 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhanh tay cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc màu hồng nha các chị xem này. Rồi màu hồng đây quá là xinh luôn nha, mặc màu hồng ra quá là xinh luôn này. Lưu ý là phải chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Màu hồng đây mặc lên cực kỳ trẻ trung luôn, chị em lấy chốt nhanh chốt lẹ đi này. Rồi ok chị Toàn Như 230.000 một set màu đỏ ok này. Đây nha, mẫu ơi, nó mặc lên màu hồng cho các chị này, cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn này. Rồi ok, chị Tố Uyên 230.000 một set màu đen nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, Quách Hằng 230.000 một set màu xám ok này. Luận Nguyễn 230.000 một set màu đỏ lên đơn hàng cho chị luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá 230.000 nha. Lưu ý là chia sẻ cho em 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Quá rẻ quá đẹp cho một cái set siêu phẩm như thế này nha. Set dạ cao cấp đang báo với mức giá là 830.000 ở bên em, 53 cân mặc vừa size L này. Hàng xả lên là các chị chốt nhanh chốt lẹ nha. Rồi ok, một chút mẫu sẽ thử sang quay lại cái màu xám cho các chị xem đi ạ. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu xám lại cho các chị xem lại một lần nữa cái màu xám nha. Màu nào mặc này cũng rất là nổi và đẹp cho các chị luôn này. Có tất cả là 5 tông màu cho các chị lựa chọn nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok cho chị Nguyệt Phan 230.000 một set màu vàng của chị này. 230k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Chia sẻ nhanh tay 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai cho em nha. Rồi ok, Quân Nguyễn 230.000 một set màu đỏ ok này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Em sẽ ra kiểm tra lượt chia sẻ xem là các chị đã chia sẻ cho em hay chưa nha. Rồi ok, cho chị Mường Ngô 230.000 một set màu đen ok này. Con gái xứ Nghệ 230.000 một set màu một set màu đỏ ok nha. Rồi chị Nhung Hoàng, chị đã nhận được điện thoại gọi điện ở bên em chưa? Nếu mà nhận rồi là bên em đã gửi đơn hàng cho chị rồi nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok, chị Ngô Hường này 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok, chị Thành Mai 230.000 một set màu đen nha. Rồi ok, Lê Thị Lệ Hiền 230.000 một set màu đen size S ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quách Hằng 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại cho em và kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Với mức giá là 230.000 đấy ạ. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Em thấy lượt chia sẻ còn rất là ít mà đơn hàng thì em đã chốt rất là nhiều rồi này. Nên là các chị nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok cho chị Hữu Trí 230.000 một set màu đen cho chị nha. Rồi ok, Quân Lê 230.000 một set màu đỏ ok này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi bây giờ mẫu sẽ mặc màu xám lên cho các chị xem nha. Màu xám thì mặc lên quá là đẹp luôn rồi này. Màu xám mặc lên cực kỳ nhã nhặn và trẻ trung cho các chị luôn nha. Rồi chị Lê Thị Lệ Hiền lấy màu xám ok chị này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Tống Lê Nguyệt 230.000 một set màu hồng của chị ok nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần đi này. Set này là set dạ cao cấp đang báo với mức giá 830.000 ở bên em nha. Rồi ok, là chị Ngô Lan 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi mẫu em mặc lên đây là tông màu xám cho các chị mặc lên quá nổi quá sang luôn nha. Rồi ok, Phượng Hoàng Lửa 230.000 một set màu hồng này. Rồi ok, chị Tú Cầu 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok, Hoàng Vi 230.000 một set màu xám size L ok này. Quá đẹp, quá sang, quá xinh luôn, ra chia sẻ nhanh tay. Em thấy đơn hàng lên rất là nhiều rồi mà các chị chưa hề chia sẻ nha. Lượt chia sẻ còn rất là ít này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xám này. Có thêm tông màu hồng cho các chị lựa chọn, quá là đẹp, quá là sang luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đen này, có thêm tông màu đỏ cho các chị và cuối cùng là tông màu vàng nha. Rồi ok chị
thanh lý 230.000 một set màu màu đen, ok chị ơi. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nhá. Một set 2 trong 1 như này mà chỉ có 230.000 thôi. Chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream mình cho em này. Rồi ok chị Thảo Ngọc Thảo 230.000 một set màu đen của chị, ok nhá. Rồi ok Giang Phan 230.000 một set màu vàng, ok này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có sai số nhá. Chất liệu dạ cao cấp này, hàng mặc lên thì quá nổi quá sang luôn nha. 830.000 ở bên em, vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất cho các chị luôn này. Rồi ok Trang Trang 230.000 một set màu xám, ok nha. Hà Sơn 230.000 một set màu vàng, ok luôn này. Rồi ok Tú Ngô 230.000 một set màu hồng, ok lên đơn hàng cho chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream mình cho em chỉ có mấy đơn hàng nữa thôi nha. Còn mấy đơn hàng chốt với mức giá là 230.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi đấy, màu hồng này, có thêm màu đen này, có thêm màu xám, có thêm màu đỏ và có thêm màu vàng cho các chị lựa chọn. 5 tông màu và đủ size đủ số nha. Rồi ok chị Cầu Phạm 230.000 một set màu đỏ size L, ok này. Rồi ok Lương Lê một set màu xám 230.000, ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Lê Hải Yến 230.000 một set màu hồng này. Rồi ok Quỳnh Nam Nguyễn 230.000 một set màu đen, ok nha. Ngân Miu 230.000 một set màu xám luôn, ok này. Như Dương 230.000 một set màu vàng, ok này. Ra rất là nhiều đơn hàng được lên đơn hàng thành công. Và bây giờ em lại ra kiểm tra lượt chia sẻ một lần nữa, xem là các chị có nhiệt tình chia sẻ và nhiệt tình mua hàng nha. Mỗi chị em chia sẻ đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai cho em này. Rồi ok chị Thanh Đào 230.000 một set màu vàng của chị nha. Màu xám mặc lên quá là sang, quá là trẻ trung và nhã nhặn cho các chị này. Màu nào mặc lên cũng đẹp và xinh luôn nha. Rồi ok Triệu Ngọc Hà 230.000 một set màu hồng lên đơn cho chị này. Lê Minh Đức 230.000 một set màu đen, ok luôn nha. Rồi ok Luyến Hoàng 230.000 một set màu đỏ, ok này. 230.000 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Rồi ok chị Đoài Đoài 230.000 một set màu vàng của chị, ok này. Rồi chị Mỹ Hạnh 230.000 một set màu xám, ok nha. Tiểu Lý Nguyễn 230.000 một set màu xám xanh màu, ok này. Chốt nhanh chốt lẹ ra chia sẻ đủ 5 lần cho em đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Một set 2 trong 1, một váy nha, một váy dáng chữ A ở bên trong này, một áo vest ở bên ngoài cho các chị mặc lên cực sang cực xinh, chị em nào cũng có mặc thể mặc 4 mùa cho em này. Rồi ok Đàm Thu Quyên 230.000 một set màu hồng, ok chị luôn này. Rồi chị Hiền Lê 230.000 một set màu đen, ok nha. Dương Bạch 230.000 một set màu đỏ, ok chị nữa này. Hữu Khởi 230.000 một set màu đen, ok lên đơn hàng cho chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream mới có mức giá là 230.000 nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp bao sang bao xinh cho chị các chị luôn. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ này. Em chỉ còn để ra 3 phút chốt với mức giá là 230.000 nha. Nên chị em nào ưng thì phải chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok chị Nguyễn Loan 230.000 một set màu hồng của chị, ok nha. Rồi ok chị Lý Tử 230.000 một set màu đen, ok chị này. Quá đẹp luôn này. Rồi ok Nguyễn Quỳnh 230.000 một set màu vàng, ok nha. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quá là đẹp cho một cái mẫu như thế này nha. Rồi ok chị Ngô Yến 230.000 một set màu xám, mẫu này nam mặc, ok này. Cực kỳ xinh và sang luôn. Rồi chị Nhi Nhi 230.000 một set màu vàng, ok này. 40 cân nha, 40 cân đến 65 cân quay đầu có size màu vừa. Rồi ok Thủy Nguyễn một set màu xám, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì có đơn hàng này. Rồi ok Ngọc Ánh 230.000 một set màu vàng của chị, ok này. Hoàng Tử 230.000 một set màu đen, ok nha. Nguyễn Hằng 230.000 một set màu vàng, ok. Quá là một siêu phẩm thôi, cho các chị luôn thôi nha. Quá đẹp, quá sang, quá xinh luôn. Mặc đi làm, mặc đi chơi, đi đâu, đi Tết vào dịp Tết nha. Nguyên đán sắp tới cũng quá là đẹp luôn này. Rồi ok Giang Phan 230.000 một set màu đen, ok luôn này. Liễu Trần 230.000 một set màu đỏ, ok nha. Màu xám mỗi này bạc lên vừa sang vừa xinh vừa trẻ trung nha các chị này. Mỗi chị em ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em đi ạ. Quá rẻ quá đẹp cho một siêu phẩm như thế này luôn nha các chị em. Rất là đẹp luôn nên các chị không nhanh tay là không có đơn hàng đâu ạ. Rồi ok chị Quân Lê 230.000 một set màu đen, ok chị này. Rồi ok chị Lý Nguyễn 230.000 một set màu đỏ, ok nha. Quá đẹp quá sang quá xinh luôn, bao giá bao rẻ bao đẹp cho các chị nha. Rồi ok Khoa Idol 230.000 một set màu đỏ, ok này. Nguyên 230.000 một set màu đen, ok nha.
Rồi chị Hoàng Hải 230.000 một set màu xám, ok này. Rất là đẹp luôn, đây đứng gần mà cho các chị xem nha. Chất vải đây là chất liệu dạ này, rất là mềm mịn cho các chị thiết kế cổ vét, mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Có cúc ở đây các chị có thể đóng cúc vào luôn cho em cũng được, đều đẹp luôn nha. Đóng cúc hay không đóng cúc thì đều đẹp, đủ size đủ số. Chị em nào từ 40 cân nha, từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều mặc vừa cho em này. Rồi ok chị Hoàng Hải 230.000 một set màu xám, ok nha. Hoàng Ngọc 230.000 một set màu đen, ok này. Chị em nào lấy thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em, mới có mức giá là 230.000 nha. 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá là 230.000 và 830.000 giảm xuống còn 230.000. Quy định điều kiện để được mua cái mẫu này ở bên em là ra chia sẻ cho em đủ 5 lần nha. Rồi bây giờ em sẽ ra em kiểm tra này, kiểm tra xem được chia sẻ của các chị đã chia sẻ cho em hay chưa nha. Quá rẻ quá đẹp luôn này, không lấy thì rất là tiếc nha, phải chia sẻ cho em 2-3 lần. Rồi ok chị Hữu Lê 230.000 một set màu đỏ này. Rồi ok Thanh Trần 230.000 một set màu đen, ok nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công luôn nha. Quá rẻ quá đẹp cho một siêu phẩm như này luôn. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em này. Đúng rồi nha chị ơi, bên trong của nó là một cái váy sát lách nha. Bên trong là một cái váy sát lách cho các chị này. 230k kèm màu kèm số điện thoại. Đây quá đẹp luôn, các chị mặc được cả 4 mùa cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Thanh Nhàn 230.000 một set màu đỏ luôn nha. Rồi Quân Lê 230.000 một set màu đen này. Rồi Thanh Hoàng 230.000 một set màu hồng, ok này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này sẽ có mức giá là 230.000. Bao giá bao rẻ bao đẹp bao sáng bao xinh luôn. Chị em nào nhanh tay mới có đơn hàng nha. Comment cho em 230 kèm màu kèm số điện thoại thôi nha chị ơi. 230 kèm màu kèm số điện thoại là đã có đơn hàng của mình rồi. Rồi ok nha chị Hoa Nhài 230.000 một set màu đen này. Rồi ok cho chị Lan Lê 230.000 một set màu hồng, ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Set dạ cao cấp này cho các chị mặc lên siêu đẹp, siêu sang, siêu xinh luôn. Và có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 65 cân quay đầu. Ra chia sẻ nhanh tay để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công nha. Đây các chị nhìn này, rất là đẹp luôn này. Em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu để cho các chị tiện theo dõi, đợi mẫu thử xong tất cả các màu rồi em sẽ giới thiệu lại cho các chị nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi ok chị Quế Hoàng 230.000 một set màu đỏ của chị này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu để cho các chị tiện theo dõi này. Màu hồng nha, màu hồng mặc lên cực kỳ trẻ trung cho các chị này. Có thêm tông màu đen cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị này. Có thêm tông màu xám và cuối cùng là tông màu vàng nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại, có tất cả là 5 tông màu và đủ số cho đủ size. Số cho chị em từ 40 cân đến 65 cân này. Rồi ok cho chị Thế Giới 230.000 một set màu đen, ok nha. 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Một set như thế này, một set 2 trong 1 gồm có một váy sát lách và một áo ở bên ngoài cho các chị nha. Dáng này dáng A nên dấu khuyết điểm tuyệt đối cho những chị em nào có bụng này, có khuyết điểm về bụng nha, về mông, về chân này. Có nha chị ơi, đây là chất dạ cao cấp nên nó có độ co giãn nhẹ này. Hàng xả rồi nên là các chị chốt nhanh chốt lại cho em. Em chỉ còn mấy phút cuối cùng chốt với mức giá là 230.000 thôi ạ. Đây mẫu em đang mặc lên là tông màu vàng cho các chị này. Mặc màu vàng này cho các chị rất là đẹp luôn nha. Rồi ok chị Ly Mai một set màu đen này. Mỗi em đang mặc lên là tông màu vàng cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng nha, cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu đen này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ. Và cuối cùng là tông màu xám nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai này. Và em cũng chỉ nhận 5 đơn hàng với mức giá là 230.000 nữa thôi. Còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Và lưu ý là phải chia sẻ cho em thì like trên livestream này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Lý Hạc 230.000 một set màu xám của chị, ok này. Rồi mẫu em đang mặc lên là tông màu vàng, quá đẹp quá sang luôn nha. Tông màu vàng thì mặc lên quá đẹp quá sang luôn này. Bên trong là sắt lách, bên ngoài là một cái vest cho các chị nha. Mặc lên vừa sang vừa xinh vừa trẻ trung. Có một cái cúc này các chị có thể cài cúc ở cổ này cũng được cho em này. Rồi ok chị Thanh Hoàng 230.000 một set màu đỏ, ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Rồi ok cho chị ạ.
Hiệp lê 230.000 một set màu hồng ok nha. Lót trần 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok tố tố 230.000 một set màu vàng ok nha. Màu vàng như mỗi năm mặc lên đây rất là sáng này, rất là sáng và nhã nhặn cho các chị mặc lên đều đẹp luôn này. Thiết kế hai cái túi giả hai bên rất là xinh nha, một cái áo vest bên ngoài cho các chị này. Rồi ok chị Hằng Hàn 230.000 một set màu hồng của chị ok nha. Vâng ạ, 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Rồi ok, Quân Lê 230.000 một set màu hồng này. Rồi ok, Uyên Uyên 230.000 một set màu đen ok này. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào chốt nhanh chốt lại, em chỉ còn 3 phút cuối cùng nha. 3 phút cuối cùng và nhận 5 số điện thoại với mức giá là 230.000 thôi. Rồi chị Ly Mai đổi lấy màu vàng ok này. Rồi chị Hòa Hà lấy xét kẻ màu màu đen ạ. Đây là màu đen nha. Lấy xét kẻ thì để lại số điện thoại này. Rồi ok cho chị Hoa Cỏ Mây 230.000 xét đỏ ok này. Em sẽ giới thiệu này màu một lần nữa để cho các chị tiện nhìn màu nha. Và tiện theo dõi chốt đơn này, 3 đơn hàng nữa thôi nha. Mỗi mặc lên là tông màu vàng nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị lựa chọn này. Có thêm màu này là màu đen nha, cực kỳ xinh luôn. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ. Và cuối cùng đây là màu xám cho các chị này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Quá rẻ quá đẹp cho các chị này. Rồi một chút nữa mẫu sẽ mặc lại cái màu đen cho các chị xem nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá ưu đãi, rồi màu vàng mặc lên quá sang luôn nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái màu đen cho các chị này. Rồi ok chị Hòa Hà một set màu kẻ đen ok chị nha. Rất là đẹp luôn, chốt nhanh chốt lẹ đi ạ. Rồi ok, Kim Thanh một set màu xám chốt nhanh cho em này. Chỉ còn 3 đơn hàng cuối cùng nha, đây là hàng xả rồi. Hàng xả giá rẻ nên là phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng quá là đẹp cho một siêu phẩm như thế này luôn. Nên chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Có màu xám này, màu xám thì mặc lên cực kỳ nhã nhặn nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị mặc lên cực kỳ nổi này. Rồi ok chị Thủy Nguyễn lấy sang màu hồng ok nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này. Có thêm tông màu vàng và có thêm tông màu đen cho các chị nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại này. Rồi ok Tố Như 230.000 một set màu đen luôn nha. Rồi Quân Lê 230.000 một set màu hồng ok này. Chị ơi đây là chất liệu này, là chất liệu dạ nha. Đây là dạ nha, dạ cao cấp này ở bên em này. Set này cả một set 830.000 cơ. Đang bán tại shop em nhưng giảm tại đây cho các chị, bán giá tri ân cho các chị nha. Giới thiệu sản phẩm với mức giá chỉ có 230.000 thôi. Thế chị em nào ưng, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá ưu đãi này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok cho chị Tống Như 230.000 một set màu hồng của chị ok này. Rồi ok Thế Việt 230.000 một set màu đỏ nha ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 đấy ạ. Rồi ok chị Quận Nguyễn 230.000 một set màu đỏ ok này. Phương Lê 230.000 một set màu đen ok chị nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em. Một set như này các chị mặc lên siêu sang siêu xinh luôn rồi. Hàng đủ size đủ số cho chị em, từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều mặc vừa nha. Bây giờ mẫu sẽ thử đi thử cái set đen lên cho các chị xem này. Set nào mặc nổi cũng nổi mà set nào mặc lên cũng rất là sang và trẻ trung, các chị mặc đi làm đi chơi này, đi dịp Tết Nguyên Đán này sắp đến cũng rất là đẹp luôn nha. Là còn chị em nào yêu thích set nào thì comment luôn cho em này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ luôn cho em nha. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là một set màu đen cho các chị này. Set màu đen như mẫu em đang mặc nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ cho các chị nha. Có thêm tông này là tông màu xám này. Và cuối cùng là tông màu vàng cho các chị nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Hàng tem mắc đầy đủ, đủ size, đủ số đây, gồm có một váy sát lách như thế này và một áo vest ở bên ngoài như thế này nha. Nào còn chị em nào lấy nữa thì chốt nhanh chốt lẹ trong vòng 1 phút cuối cùng nha. 1 phút cuối cùng em nhận 2 số điện thoại nữa, chị em nào lấy thì chốt luôn đi ạ. Em đang kiểm tra lượt chia sẻ xem là chị em nào đến giờ phút này rồi còn chưa chia sẻ livestream nha. Là đơn hàng sẽ bị hủy này. Rồi ok chị
Thanh Thanh này 230.000 một set màu hồng của chị luôn nha. Uyên Lê 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok Tố Trần 230.000 một set màu vàng ok này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok Liễu Nguyễn 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok Tuấn Lê 230.000 một set màu đen ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai nào, 1 phút cuối cùng nha. 1 phút cuối cùng em nhận sẽ nhận 2 số điện thoại cuối cùng nữa này, em sẽ kết thúc livestream này. Rồi màu mẫu em đang mặc lên đấy là màu đen quá là đẹp luôn nha. Rồi ok Lê Mai một set màu đen ok này. Rồi ok Tuân Lê một set màu đen này. Thanh Nhàn một set màu xám này. Thu Hoàng một set màu hồng ok này. 230k kèm màu kèm số điện thoại, 1 phút cuối cùng cho chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ. Chị em nào chưa đặt hàng nhanh tay và đặt hàng cho em nha. Rồi ok Phục Lê 230.000 một set màu đen luôn này. Rồi ok Tố Uyên 230.000 một set màu xám ok nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em. Là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size mặc vừa. Nào còn chị em nào yêu thích nữa thì để lại số điện thoại cho em để em xin kết thúc livestream nào. Rồi ok chị Tập Lê 230.000 một set màu đen này. Rồi ok chị Sống Hảo 230.000 một set màu đỏ này. Rồi ok Thanh Huy 230.000 một set màu xám ok nha. Rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream tại đây nha. Rồi chị Hà Hóa ok chị rồi nha. Bây giờ bên em xin kết thúc livestream tại đây này và chào các chị nha. Rồi ok chị Ly Mai cho chị thêm một bộ đen nữa ok chị này là hai bộ quá đẹp luôn đấy, hai bộ ba bộ về mà mặc thay đổi nhau nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó không thì để lại số điện thoại đi để em xin kết thúc livestream nha. Và chào tạm biệt các chị này, quá đẹp quá sang cho một mẫu thiết kế như thế này nha. Rồi xin chào những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Chào 297 chị đầu tiên đang xem. Chào chị Loan Trần. Chào chị Phương Hoa nha. Chào chị Áo Cưới Tú Ngân. Chào tất cả những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của bên em nha. Rồi chị Loan Trần ơi, bán hàng mà mình đặt. Chị Loan Trần ơi, mình đặt hàng từ khi nào ạ? Các chị lưu ý nha. Hiện tại bây giờ bên hàng đơn hàng của bên em gọi là đang quá tải nhá. Hiện tại đơn hàng của bên em đang quá tải, có thể là hôm nay các chị đặt hàng thì ngày mai hoặc muộn nhất là ngày hôm sau nữa bên em sẽ gọi nha, bởi vì đơn hàng đang quá tải này. Chào 2349 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Trong số livestream đặc biệt ngày hôm nay, chị yêu nào muốn săn xét váy dạ nha. Chị yêu nào muốn săn xét váy dạ giảm giá 70% trong 10 phút livestream đầu tiên của Thời Trang Công Sở, nhanh tay vào livestream này và chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 70% cho 10 phút đầu livestream của bên em nha. Một set váy như mẫu em đang mặc là hàng thiết kế chất liệu vải dạ cao cấp. Hàng thiết kế chất liệu vải dạ cao cấp đang có giá bán tại cửa hàng là 830.000 một set nha. Bao gồm một váy và một áo khoác ở bên ngoài chưa ạ? Một set đang bán tại cửa hàng là 830.000 trong livestream này, giảm giá 70% trong 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 230.000 một set. Một set bao gồm gì ạ? Một set bao gồm là một váy ở bên trong nha. Đây em cho các chị xem nha. Một set của mình bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong. Với cái váy dạ này thì các chị có thể mặc kết hợp cùng với cả là mùa này thì mình mặc áo len ở bên trong, xong mình mặc cái áo sát nách này ở bên ngoài này, kèm theo cả một áo khoác dạ nữa nha. Một set này đang có giá bán tại cửa hàng là 830.000 một set. Trong livestream này dành ra 10 phút livestream đầu tiên, em xả hàng với giảm giá 70%. Xả hàng giảm giá 70% chỉ còn 230.000 một set. Đủ size S, M, L, XL, 2XL nha.
40 đến 65 cân các tình yêu có size mặc vừa. 40 đến 65 cân các tình yêu có size mặc vừa. Giảm giá 70% áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Mã sản phẩm này, set này gồm có tất cả 5 tông màu cho các chị lựa chọn này. Mẫu này gồm 5 tông màu cho các chị lựa chọn. Em cầm trên tay đây mình gọi cho em là màu hồng nha. Tiếp theo em có thêm là màu đen nha. Tiếp theo là màu đen này. Có thêm màu đỏ nha. Có thêm màu vàng. Và mẫu em đang mặc đây gọi cho em là màu xám này. 830.000 một set, giảm giá trong 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 230.000 một set. Một set bao gồm một váy và một áo. Đây là hàng thiết kế cao cấp, chất liệu là vải dạ nhập khẩu nha. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa cho em. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa. Một set của em bao gồm một áo dạ sát nách ở bên trong. Đó, bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong nha. Bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong và gồm có thêm một áo khoác dạ ở bên ngoài. Từ 830.000 trong livestream này giảm giá 10 phút livestream đầu tiên, chỉ còn 230.000 một set. Áp dụng cho các chị yêu nào chia sẻ livestream này cho em đủ 5 lần ở chế độ công khai nha. 5 tông màu cho các chị lựa chọn đủ size S, M, L, XL và 2XL. Từ 40 đến 65 cân mình có size mặc vừa. Từ 40 đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Chị em lấy comment cho em này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xám rất là trẻ trung luôn này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Hàng đủ size, đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là tông màu xám rất là đẹp luôn nha. Có thêm tông màu vàng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu vàng nha. Có thêm tông màu hồng này, rất là trẻ trung nha. Có thêm tông màu đen này. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ nha. Rồi 58 cân chị mặc size XL cho em. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa này. Ra chia sẻ luôn cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rất là đẹp và trẻ trung luôn đấy. Các chị có thể mặc giống như mẫu ở bên em này. Một cái màu xám như này rất là xinh nha. 830.000 một cái set dạ cao cấp. Và giảm xuống chỉ còn 230.000 cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream rồi. Nguyễn Kim Thoa 230.000 màu xám. Ok 2XL này. Em chỉ có bán trong 10 phút đầu tiên với mức giá 230.000. Nên chị em nào ưng mẫu này chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em này. Quá là xinh luôn, màu xám như mẫu đang mặc nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu đen nha, cực kỳ đẹp luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị. Và cuối cùng đây là tông màu vàng nha. Rồi ok chị Vi Nhàn một cái màu xám, ok chị Nguyễn Trường đã chia sẻ nhanh tay vào comment đi này. Rồi ok Hạnh Trần một cái màu xám ok luôn nha. Luân Thường một cái màu hồng ok chị luôn này. Thanh Nhàn một cái màu đen ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Rồi ok chị Hậu Lợi 230.000 một set màu xám của chị ok này. Rồi ok cho chị Tú Nhàn này 230.000 một set màu vàng ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Quá đẹp, quá xinh luôn này. Màu đen đây nha, màu đen này. Quá là xinh luôn, có thêm màu xám như mẫu em đang mặc nha. Có thêm tông màu đỏ này, có thêm tông màu vàng này. Rồi ok Linh Phan 230.000 màu xám 54 cân mặc vừa size L cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em xả báo với mức giá ưu đãi nha. Đây là áo rời nha chị ơi, gồm có một set này. Một set ở bên em gồm có một áo nha và một cái váy sát lách bên trong này. Rồi ok Nguyễn Trường một cái màu xám ok. Ngô Thanh Hoa một cái màu xám ok này. Diễm Phúc 230.000 màu hồng ok. Chu Cảnh 230.000 màu đen ok nha. Diệu Linh Diệp 230.000 màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Chị Đào Ngọc Khánh Chi để lại số điện thoại cho em. Một set gồm một váy và một áo cho các chị. Quá rẻ quá đẹp luôn rồi. Chị em nó lấy chốt nhanh chốt lẹ trong 10 phút đầu tiên cho em nha. 830.000 một cái set cao cấp như này ở bên em giảm xuống cho các chị tại 10 phút livestream đầu tiên là 230.000 và có size cho người 40 cân đến 65 cân quay đầu nha. Rồi chị Nguyễn Thảo một cái màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi chị Đào Ngọc Khánh Chi để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Rồi ok Bùi Hiền 230.000 một set màu xám này. Thanh Trần 230.000 một set màu hồng này. Quế Thư 230.000 một set màu đen ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em đi ạ. Rồi ok chị Hoa Bùi một set màu xám size XL. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu đỏ cho các chị nha.
thử sang tông màu đỏ cho các chị xem cũng rất là đẹp luôn này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Nguyễn Thảo 230.000 một set màu hồng, ok chị này. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em, đây là dạ cao cấp ở bên em nha. Dạ cao cấp ở bên em các chị nhìn này. Rất là trẻ trung luôn, các chị quay máy giặt thoải mái luôn cho em, không sợ bị bai xù. Lưu ý là phải ra chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok cho chị Thế Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok này. Đào Ngọc Khánh Chi vàng và hồng ok luôn này. Rồi mặc rồi được nha chị ơi, đây là mẫu một cái áo ở bên trong và một set một cái rồi ok cho chị Mỹ Ly một set này. Rồi chị Nguyễn Tường để lại số điện thoại cho em, 58 cân mặt xanh N nha. Đây một set rồi đây chị ơi, gồm có một áo này, gồm có một áo và một váy săn lách nha, quá đẹp quá sang luôn. 230 kèm màu, kèm số điện thoại cho em và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Quá rẻ quá đẹp cho một cái set này nha. Rất là lạ mắt cho các chị mặc một set dạ như thế này nên này, vừa nhận vừa lạ mắt luôn nha. Rồi ok cho chị Tống Thế này, 230.000 một set màu hồng ok nha. Rồi Khánh Huyền một set màu xám ok này. Liên Trường một set màu đen ok này. Chốt nhanh chốt lẹ, chỉ có 10 phút đầu tiên mới có mức giá ưu đãi như vậy thôi. Sau 10 phút thì lại trở về với mức giá 830.000 một cái set cao cấp như này nha các chị em. Chất liệu dạ cao cấp cho các chị, có độ co giãn cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái này. Rồi ok cho chị Luyến Hoàng 230.000 một set màu đen của chị, quá đẹp nha. Rồi ok cho chị lạnh giá 230.000 một set màu vàng ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Lưu Ly 230.000 một set màu hồng ok này. Vâng ạ, lưu ý là phải chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Quá rẻ quá đẹp, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. 10 phút đầu tiên mới có mức giá là 230.000 nha. Rồi ok chị Thế Hoàng 230.000 một set màu hồng này. Lâm Như 230.000 một set màu vàng ok nha. Rồi ok nó chị Loan Toàn 230.000 một set màu đen của chị, quá đẹp luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. Quá rẻ quá đẹp cho một set này. Rồi ok chị Thanh Trần một set này. Rồi có rất là nhiều chị đang chốt cho mẫu này ở bên em. Em có thể đọc tên tất cả các chị được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok cho chị Nguyễn Quyến 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. Rồi ok chị Tố Tố 230.000 một set màu xám của chị nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em này. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok cho chị Mai Thị Huyền Linh một cái màu xám ok này. Nguyễn Phương một cái màu đen ok. Chốt nhanh chốt lẹ đi, không có nhiều nha. Rồi 1.600 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ cho em 2-3 lần và vào chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên cho em này. Rồi ok cho chị Ngô Quế 230.000 ok nha. Chị Hà Hòa lấy màu hồng để lại số điện thoại cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là tông màu đỏ nha. Mẫu em đang mặc lên là tông màu đỏ này. Rồi ok chị Nga Hoàng một set màu đen ok này. Mơ tô một set màu xám ok này. Chị Mỹ Ly để lại số điện thoại cho em này. Rồi ok chị Nguyễn Trường một set màu xám ok. Chốt nhanh chốt lẹ 230 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đi ạ. Màu xám quá đẹp quá sang luôn. Các chị có thể cài cúc ở đây hoặc mặc giống như dáng vest như bên em nha. Quá xinh này, thiết kế hai bên túi giả cho các chị này. Quá đẹp luôn nha. Một set siêu phẩm như này mới với mức giá 830.000 giảm còn 230.000. Chỉ áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này nha. Rồi một cái vest như thế này thì quá là rẻ luôn này. Rồi ok chị Hà Hòa một cái màu hồng nha. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần để cho các chị tiện theo dõi này. Mỗi em đang mặc lên là tông màu đỏ nha. Có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn, quá xinh luôn này. Quá là xinh cho cái tông màu xám thì cực kỳ nhã nhặn rồi. Có thêm tông màu đen nha. Có thêm tông màu đen cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu hồng trẻ trung cho các chị nha. Và cuối cùng đây là tông màu vàng này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Bây giờ em sẽ ra kiểm tra xem lượt chia sẻ của chị đã, các chị đã chia sẻ hay chưa này. Rồi ok, Tố Uyên một set màu vàng ok này. Mỹ Ly một set màu vàng ok luôn nha. Thanh Nhàn một set màu đen ok này. Lưu Ly một set màu xám ok chị này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại. Đây mẫu em đang mặc lên đây là một cái set màu đỏ nha. Một set màu đỏ rất là nhẹ nhàng cho các chị này, cực kỳ trẻ trung luôn nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Anh Tú 230.000 một set màu đen luôn này. Quế Nguyệt 230.000 một set màu hồng ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 830.000 ở bên em giảm xuống cho các chị chỉ còn 230.000 nha.
Rồi ok cho chị Uyên Nhi là 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok cho chị Thanh Tường 230.000 một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Đủ 10 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok Lê Thương 230 một set màu đen ok chị này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu đen cho các chị xem nha. Có thấy rất là nhiều chị thích cái màu đen này, em sẽ thử sang cho màu đen này. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang chảnh cho các chị luôn nha. Thiết kế hàng này là hàng dạ cao cấp ở bên em này. Hàng này hàng dạ cao cấp nha, có gồm có hai sản phẩm, một trong một luôn nhá, hai trong một này. Rồi ok Trần Nguyệt Nga một set màu đen ok đây các chị nha. Một váy ở bên trong này đấy, mùa hè các chị mặc mỗi một cái váy này thôi mặc đã rất là lịch sự rồi. Khi mà các chị đi vào mùa đông trời hơi se lạnh như chúng ta khoác một cái áo ở bên ngoài thế này nhá. Rồi có size nha, đủ size cho người 40 cân đến 65 cân quay đầu nhá. 45 cân chị mặc size S cho em nha chị ơi, 40 cân đến 65 cân quay đầu có size thích hợp này. Rồi ok cho chị cho chị Thanh Thanh 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok cho chị Liễu Nguyễn 230.000 một set màu xám của chị ok nha. Rồi ok Thanh Nhàn 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 ạ. 62 cân mặc size 2XL nha, chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút livestream đầu tiên này. Hàng xả nên là không có nhiều nên các chị phải chốt nhanh thì mới có đơn hàng nha. Rồi ok chị Thế Kiệt 230.000 một set màu đen của chị ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Phương Phương 230.000 một set màu hồng ok, lên đơn hàng thành công của chị nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp cho các chị luôn. Các chị nhìn chất liệu dạ này, dạ này là dạ cao cấp ở bên em nha. Có thêm kim tuyến cho các chị mặc lên vừa sáng vừa nổi này. Rồi ok chị Hồng Hoàng 230.000 một set màu hồng này. Mễ Trì 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các nhập công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok cho chị Cẩm Trướng 230.000 một cái màu xám 61 cân mặc size 2XL ok này. Chị Tinh Trúc một cái màu xám size L ok luôn nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream đi, số lượng có hạn thôi nha. 10 phút đầu tiên bên em xả bán với mức giá ưu đãi thôi ha. Rồi ok Cao Học 230.000 một set màu xám ok này. Rồi ok chị Tuấn Tú 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 này. Rồi ok chị Thu 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok chị Quân Nguyễn 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi chị Mai Lê lấy bộ gì để lại số điện thoại cho em đi chị ơi, comment đúng cú pháp này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc màu đen lên cho các chị xem đây, quá là đẹp luôn này. Màu nào cũng đẹp ok. Chị Lương Lê một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok chị Ngoan Đỗ này một set màu kẻ đen ok này. Chị Mai Thị Huyền Linh 47 cân mặc vừa size M nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa, quá là đẹp trong một cái set như thế này luôn này. Các chị mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc đi Tết từ bây giờ thì rất là đẹp luôn nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là kẻ đen trắng cho các chị, quá là đẹp luôn nha. Mặc kẻ đen trắng lên cho các chị quá là đẹp và sang luôn này. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa, lưu ý là phải chia sẻ luôn cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 ạ. Quá rẻ quá đẹp cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Tố Như 230.000 một set kẻ đen trắng ok này. Đây set kẻ đen trắng này quá đẹp cho các chị luôn này. Đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại tất cả các tông màu để cho các chị tiện theo dõi này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen nha, quá là đẹp luôn trong một cái set vest này. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu xám nha. Có thêm tông màu xám quá là xinh luôn này. Có thêm tông màu hồng cho các chị này. Và cuối cùng đây là tông màu vàng nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Bích Lê 230.000 một set màu đen ok nha. Rồi 60 cân chị Dì Tin mặc vừa size XL cho em này. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số phù hợp. Rồi ok chị Lê Hoàng này 230.000 một set màu đen của chị ok nha. Đây đen trắng này quá là đẹp và sang luôn này. Cái màu cực kỳ dễ mặc, chị em nào cũng có thể mặc lên được cho em nha. Thu Thủy 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok cho chị Hồng Lê 230.000 một set màu xám ok nha.
230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ xem các chị đã chia sẻ đủ 5 lần trở lên chưa nhá. Em đã chốt rất là nhiều đơn hàng rồi và trong 10 phút đầu tiên có mức giá là 230.000 thôi nhá. Một set 2 trong 1, vừa được một váy săn lách ở bên trong này, vừa được một cái áo khoác ở bên ngoài nhá. 45 cân mặc vừa size S cho em, ok. Vũ Thị Nguyệt một set là màu vàng ok này. Phạm Bio 230.000 một set màu đỏ ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai nhá. Rồi ok chị Nhập Thành này, 230.000 một set màu đỏ của chị ok này. Quế Lan 230.000 một set màu hồng ok nha. Rồi ok Luân Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu vàng cho các chị xem nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Chất liệu dạ cao cấp này, có độ co giãn nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái. Dáng ở bên trong là một cái váy suông chữ A cho các chị. Dấu khuyết điểm tuyệt đối cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Thanh Nhàn 230.000 một set màu hồng của chị này. Ok chị Quế Như 230.000 một set màu đen nha. Rồi ok Trần Thị Hạnh một set kẻ đen ok chị này, 52 cân mặc vừa size L này. Loan Đỗ 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok Tuấn Thể 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 nha. Rồi ok chị Lan Lan 230.000 một set màu đỏ ok chị này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Luận Lê 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi này. Rồi ok cho chị Lan Lê 230.000 một set màu xám của chị ok nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Trong 10 phút đầu tiên bên em xả bán với mức giá ưu đãi nên là các chị chốt nhanh chốt lại cho em này. Set cao cấp đang bán với mức giá 830.000 ở bên em nha. Quá rẻ quá đẹp cho một siêu phẩm như thế này luôn. Nên còn chị em nào ôm, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lại cho em này. Rồi ok chị Thảo Lê 230.000 một set màu đen ok chị luôn nha. Rồi ok chị Hảo 230.000 một set màu vàng ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Như Nguyệt 230.000 một set màu đen ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Mẫu bên em thử phun màu cho các chị xem nha. Màu nào mặc lên cũng nổi, màu nào mặc lên cũng đẹp và sang cho các chị luôn. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu vàng vào cho các chị xem này. Bây giờ mẫu bên em sẽ mặc thử cái tông màu vàng lại cho các chị xem nha. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhé. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu vàng ra cho các chị xem. Màu vàng đẹp cực kỳ luôn này, rất là đẹp luôn nha. Chị em nào nhanh tay thì có mẫu mới có đơn hàng này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại đi ạ. Đây mẫu em nào mặc lên là tông màu vàng nha. Chị em nào lựa chọn màu vàng lựa chọn nhanh tay cho em này, quá là đẹp luôn này. Chỉ có 30 set và chia đều cho 5 màu nha. Rồi ok Nguyễn Anh Tôm 230.000 màu đỏ ok này. 230k một cái màu vàng ok nha. Rồi ok cho chị Nguyễn Anh Tôm rồi nha, nên đơn hàng cho chị rồi này. 230.000 một set màu đen nha. 230.000 một set màu đen. 230.000 có thêm set màu xám cho các chị này. 230.000 có thêm set màu hồng nha. 230.000 có thêm set màu đỏ. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nha. Rồi ok cho chị Nguyệt Lê 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok cho chị Vâng Trang Khóc 230.000 một set màu đen ok nha. Rồi ok chị Loan Hoàng 230.000 một set màu xám ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000. Rồi ok Tố Uyên 230.000 một set màu đỏ ok chị này. Màu vàng mặc lên quá nổi quá sang luôn nha. Chất liệu dạ này rất là mềm mịn này, dạ nhập khẩu luôn nha. 830 giảm chỉ còn 230.000 cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên này cho em thì sẽ có mức giá là 230.000 này. Rồi ok cho chị Thế Kiệt 230.000 một set màu đen này. Rồi ok cho chị Trai Thành Nam 230.000 một set màu đỏ ok nha. Nguyễn Anh Tôm có đơn hàng rồi, không comment lại nữa giùm em này. Ra chia sẻ nhanh tay cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai nha. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 nhá. Rồi ok cho chị
Nguyễn Nhàn 230.000 một set màu đỏ ok này, 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhé. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok chị Lan Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok chị này. Bây giờ mẫu sẽ thử qua màu hồng cho các chị xem nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em nhé. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình nha. Rồi ok chị Nguyệt Lê 230.000 một set màu vàng ok này. 230.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em nhé. Rồi ok chị cho chị tôm tép 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Điệp 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok chị Lan Hồ 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Giá chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nhá. Rồi ok chị Vũ Thị Nguyệt đổi sang lấy set màu vàng ok nha. Xuân Tâm một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Màu nào mặc nên cũng rất là đẹp và sang và trẻ trung như các chị nha. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn này. Rồi ok chị Nhàn Nhàn 230.000 một set màu xám của chị ok nha. Rồi chị Lan Ngô 230.000 một set màu đen ok này. Lưu ý là nhanh tay ra chia sẻ cho em đi. Có rất là nhiều chị đang đặt hàng mà em không thể đọc tên tất cả các chị nên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quá là đẹp và trẻ trung luôn, không mặc lên người thì rất là tiếc luôn nha. Rồi ok cho chị Liễu Hoàng 230.000 một set màu đen của chị này. Rồi ok Quế Như 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 nha. Rồi ok chị Quyền Nguyễn 230.000 một set màu xám của chị ok này. Vũ Lê 230.000 một set màu đen ok nha. 50 cân mặc vừa size M cho em này. Chị đã lấy comment nhanh cho em 230 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Hàng xả lên số lượng có hạn thôi. Các chị chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nha. Rồi ok đó chị Tân Xuân 230.000 một set màu đen ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Một set giả gồm có một váy sắt lách và một áo vest ở bên ngoài nha. Mặc lên cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhanh tay cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc màu hồng nữa các chị xem này. Rồi màu hồng đây quá là xinh luôn nha. Mặc màu hồng da quá là xinh luôn này. Lưu ý là phải chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Màu hồng đây mặc lên cực kỳ trẻ trung luôn. Chị em lấy chốt nhanh chốt lẹ đi này. Rồi ok chị Toàn Như 230.000 một set màu đỏ ok này. Đây nha, mẫu ơi, nó mặc lên màu hồng cho các chị này, cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn này. Rồi ok, chị Tố Uyên 230.000 một set màu đen nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, Quách Hằng 230.000 một set màu xám ok này. Luận Nguyễn 230.000 một set màu đỏ lên đơn hàng cho chị luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá 230.000 nha. Lưu ý là chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Quá rẻ quá đẹp cho một cái set siêu phẩm như thế này nha. Set giả cao cấp đang báo với mức giá là 830.000 ở bên em, 53 cân mặc vừa size L này. Hàng xả lên là các chị chốt nhanh chốt lẹ nha. Rồi ok, một chút mẫu sẽ thử sang quay lại cái màu xám cho các chị xem đi ạ. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu xám lại cho các chị xem lại một lần nữa cái màu xám nha. Màu nào mặc này cũng rất là nổi và đẹp cho các chị luôn này. Có tất cả là 5 tông màu cho các chị lựa chọn nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok cho chị Nguyệt Phan 230.000 một set màu vàng của chị này. 230k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em nha. Chia sẻ nhanh tay 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai cho em nha. Rồi ok Quân Nguyễn 230.000 một set màu đỏ ok này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ xem là các chị đã chia sẻ cho em hay chưa nha. Rồi ok cho chị Mường Ngô 230.000 một set màu đen ok này. Con gái xứ Nghệ 230.000 một set màu một set màu đỏ
Ok nhá. Rồi chị Nhung Hoàng, chị đã nhận được điện thoại gọi điện ở bên em chưa? Nếu mà nhận rồi là bên em đã gửi đơn hàng cho chị rồi nhá. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok chị Ngô Hường này, 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok chị Thành Mai, 230.000 một set màu đen nha. Rồi ok Lê Thị Lệ Hiền, 230.000 một set màu đen size S ok này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quách Hằng, 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230k kèm màu, kèm số điện thoại cho em và kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Với mức giá là 230.000 đấy ạ. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Em thấy lượt chia sẻ còn rất là ít mà đơn hàng thì em đã chốt rất là nhiều rồi này. Nên là các chị nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok cho chị Hữu Trí, 230.000 một set màu đen cho chị nha. Rồi ok Quân Lê, 230.000 một set màu đỏ ok này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi bây giờ mẫu sẽ mặc màu xám lên cho các chị xem nha. Màu xám thì mặc lên quá là đẹp luôn rồi này. Màu xám mặc lên cực kỳ nhã nhặn mà trẻ trung cho các chị luôn nha. Rồi chị Lê Thị Lệ Hiền lấy màu xám ok chị này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok Tống Lê Nguyệt, 230.000 một set màu hồng của chị ok nha. 230k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần đi này. Set này là set dạ cao cấp đang bán với mức giá 830.000 ở bên em nha. Rồi ok là chị Ngô Lan, 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là tông màu xám cho các chị mặc lên quá nổi quá sang luôn nha. Rồi ok Phượng Hoàng Lửa, 230.000 một set màu hồng này. Rồi ok chị Tú Cầu, 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok Hoàng Vi, 230.000 một set màu xám size L ok này. Quá đẹp, quá sang, quá xinh luôn, ra chia sẻ nhanh tay. Em thấy đơn hàng lên rất là nhiều rồi mà các chị chưa hề chia sẻ nha. Lượt chia sẻ còn rất là ít này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xám này. Có thêm tông màu hồng cho các chị lựa chọn, quá là đẹp, quá là sang luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu đen cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đen này, có thêm tông màu đỏ cho các chị và cuối cùng là tông màu vàng nha. Rồi ok chị Thanh Lý, 230.000 một set màu đen ok chị này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Một set 2 trong 1 như này mà chỉ có 230.000 thôi. Chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream mình cho em này. Rồi ok chị Ngọc Thảo, 230.000 một set màu đen của chị ok nha. Rồi ok Giang Phan, 230.000 một set màu vàng ok này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số nha. Chất liệu dạ cao cấp này, hàng mặc lên thì quá nổi quá sang luôn nha. 830.000 ở bên em, vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất cho các chị luôn này. Rồi ok Trang Trang, 230.000 một set màu xám ok nha. Hà Sơn, 230.000 một set màu vàng ok luôn này. Rồi ok Tú Ngô, 230.000 một set màu hồng ok, lên đơn hàng cho chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em chỉ có mấy đơn hàng nữa thôi nha. Còn mấy đơn hàng chốt với mức giá là 230.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi đấy, màu hồng này, có thêm màu đen này, có thêm màu xám, có thêm màu đỏ và có thêm màu vàng cho các chị lựa chọn. 5 tông màu và đủ size đủ số nha. Rồi ok chị Cầu Phạm, 230.000 một set màu đỏ size L ok này. Rồi ok Lương Lê, một set màu xám 230.000 ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Lê Hải Yến, 230.000 một set màu hồng này. Rồi ok Quỳnh Nam Nguyễn, 230.000 một set màu đen ok nha. Ngân Miu, 230.000 một set màu xám luôn ok này. Như Dương, 230.000 một set màu vàng ok này. Ra rất là nhiều đơn hàng được lên đơn hàng thành công. Và bây giờ em lại ra kiểm tra lượt chia sẻ một lần nữa, xem là các chị có nhiệt tình chia sẻ và nhiệt tình mua hàng nha. Mỗi chị em chia sẻ đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai cho em này. Rồi ok chị Thanh Đào, 230.000 một set màu vàng của chị nha. Màu xám mặc lên quá là sang, quá là trẻ trung và nhã nhặn cho các chị này. Màu nào mặc lên cũng đẹp và xinh luôn nha. Rồi ok Triệu Ngọc Hà, 230.000 một set màu hồng lên đơn cho chị này. Lê Minh Đức, 230.000 một set màu đen ok luôn nha. Rồi ok Luyến Hoàng, 230.000 một set màu đỏ ok này. 230.000 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha.
Rồi ok chị Đoài Đoài 230.000 một set màu vàng của chị ok này. Rồi chị Mỹ Hạnh 230.000 một set màu xám ok nha. Tiểu Lý Nguyễn 230.000 một set màu xám size M ok này. Chốt nhanh chốt lẹ ra chia sẻ đủ 5 lần cho em đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Một set 201, một váy nha, một váy dáng chữ A ở bên trong này, một áo vest ở bên ngoài cho các chị mặc lên cực sang cực xinh, chị em nào cũng có mặc thể mặc 4 mùa cho em này. Rồi ok Đàm Thu Quyên 230.000 một set màu hồng ok chị luôn này. Rồi chị Hiền Lê 230.000 một set màu đen ok nha. Dương Bạch 230.000 một set màu đỏ ok chị luôn này. Hữu Khởi 230.000 một set màu đen ok lên đơn hàng cho chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream mới có mức giá là 230.000 nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp bao sang bao xinh cho chị các chị luôn. Nên còn chị em nào ưng chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ này. Em chỉ còn để ra 3 phút chốt với mức giá là 230.000 nha. Nên chị em nào ưng thì phải chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok chị Nguyễn Loan 230.000 một set màu hồng của chị ok nha. Rồi ok chị Lý Tử 230.000 một set màu đen ok chị này. Quá đẹp luôn này. Rồi ok Nguyễn Quỳnh 230.000 một set màu vàng ok nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quá là đẹp cho một cái mẫu như thế này nha. Rồi ok chị Ngô Yến 230.000 một set màu xám mẫu này nam mặc ok này. Cực kỳ xinh và sang luôn. Rồi chị Nhi Nhi 230.000 một set màu vàng ok này. 40 cân nha, 40 cân đến 65 cân quay đầu có size mà vừa. Rồi ok Thủy Nguyễn một set màu xám chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì có đơn hàng này. Rồi ok Ngọc Ánh 230.000 một set màu vàng của chị ok này. Hoàng Tử 230.000 một set màu đen ok nha. Nguyễn Hằng 230.000 một set màu vàng ok. Quá là một siêu phẩm thôi cho các chị luôn thôi nha. Quá đẹp, quá sang, quá xinh luôn. Mặc đi làm, mặc đi chơi, đi đâu, đi Tết vào dịp Tết như nguyên đán sắp tới cũng quá là đẹp luôn này. Rồi ok Giang Phan 230.000 một set màu đen ok luôn này. Liễu Trần 230.000 một set màu đỏ ok nha. Màu xám mẫu này bạc lên vừa sang vừa xinh vừa trẻ trung nha các chị này. Mỗi chị em ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em đi ạ. Quá rẻ quá đẹp cho một siêu phẩm như thế này luôn nha các chị em. Rất là đẹp luôn nên các chị không nhanh tay là không có đơn hàng đâu ạ. Rồi ok chị Quân Lê 230.000 một set màu đen ok chị này. Rồi ok chị Lý Nguyễn 230.000 một set màu đỏ ok nha. Quá đẹp quá sang quá xinh luôn, bao giá bao rẻ bao đẹp cho các chị nha. Rồi ok Khoa Idol 230.000 một set màu đỏ ok này. Nguyên 230.000 một set màu đen ok nha. Rồi chị Hoàng Hải 230.000 một set màu xám ok này. Rất là đẹp luôn, đây đứng gần và cho các chị xem nha. Chất vải đây, chất liệu dạ này rất là mềm mịn cho các chị, thiết kế cổ vét mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Có cúc ở đây các chị có thể đóng cúc vào luôn cho em cũng được, đều đẹp luôn nha. Đóng cúc hay không đóng cúc thì đều đẹp, đủ size đủ số. Chị em nào từ 40 cân nha, từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều mặc vừa cho em này. Rồi ok chị Hoàng Hải 230.000 một set màu xám ok nha. Hoàng Ngọc 230.000 một set màu đen ok này. Chị em nào lấy thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá là 230.000 nha. 10 phút đầu tiên bên em bán với mức giá là 230.000 và 830.000 giảm xuống còn 230.000. Quy định điều kiện để được mua cái mẫu này ở bên em là ra chia sẻ cho em đủ 5 lần nha. Rồi bây giờ em sẽ ra em kiểm tra này, kiểm tra xem được chia sẻ của các chị đã chia sẻ cho em hay chưa nha. Quá rẻ quá đẹp luôn này, không lấy thì rất là tiếc nha, phải chia sẻ cho em 2 tới 3 lần. Rồi ok chị Hữu Lê 230.000 một set màu đỏ này. Rồi ok Thanh Trần 230.000 một set màu đen ok nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công luôn nha. Quá rẻ quá đẹp cho một siêu phẩm như này luôn. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em này. Đúng rồi nha chị ơi, bên trong của nó là một cái váy sát lách nha. Bên trong là một cái váy sát lách cho các chị này. 230k kèm màu kèm số điện thoại. Đây quá đẹp luôn, các chị mặc được cả 4 mùa cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Thanh Nhàn 230.000 một set màu đỏ luôn nha. Rồi Quân Lê 230.000 một set màu đen này. Rồi Thanh Hoàng 230.000 một set màu hồng ok này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này sẽ có mức giá là 230.000. Bao giá bao rẻ bao đẹp bao sáng bao xinh luôn. Chị em nào nhanh tay mới có đơn hàng nha. Comment cho em 230 kèm màu kèm số điện thoại thôi nha chị ơi. 230 kèm màu kèm số điện thoại là đã có đơn hàng của mình rồi. Rồi ok chị Hoa Nhài 230.000
230.000 một set màu đen này. Rồi ok cho chị Lan Lê 230.000 một set màu hồng ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em đi ạ. Set dạ cao cấp này cho các chị mặc lên siêu đẹp, siêu sang, siêu xinh luôn. Và có đủ size cho chị em nào từ 40 cân đến 65 cân quay đầu. Ra chia sẻ nhanh tay để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công nha. Đây các chị nhìn này, rất là đẹp luôn này. Em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu để cho các chị tiện theo dõi, đợi mẫu thử xong tất cả các màu rồi em sẽ giới thiệu lại cho các chị nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi ok chị Quế Hoàng 230.000 một set màu đỏ của chị này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu lại tất cả các màu để cho các chị tiện theo dõi này. Màu hồng nha, màu hồng mặc lên cực kỳ trẻ trung cho các chị này. Có thêm tông màu đen cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị này. Có thêm tông màu xám và cuối cùng là tông màu vàng nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại, có tất cả là 5 tông màu và đủ số cho đủ size. Số cho chị em từ 40 cân đến 65 cân này. Rồi ok cho chị Thế Giới 230.000 một set màu đen ok nha. 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là ra chia sẻ luôn cho em đi ạ. Một set như thế này, một set 2 trong 1 gồm có một váy sát lách và một áo ở bên ngoài cho các chị nha. Dáng này dáng A nên dấu khuyết điểm tuyệt đối cho những chị em nào có bụng này, có khuyết điểm về bụng nha, về mông, về chân này. Có nha chị ơi, đây là chất dạ cao cấp nên nó có độ co giãn nhẹ này. Hàng xả rồi nên là các chị chốt nhanh, chốt lại cho em. Em chỉ còn mấy phút cuối cùng chốt với mức giá là 230.000 thôi ạ. Đây mẫu em đang mặc lên là tông màu vàng cho các chị này. Mặc màu vàng lên cho các chị rất là đẹp luôn nha. Rồi ok chị Ly Mai một set màu đen này. Mỗi em đang mặc lên là tông màu vàng cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng nha, cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu đen này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ. Và cuối cùng là tông màu xám nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai này. Và em cũng chỉ nhận 5 đơn hàng với mức giá là 230.000 nữa thôi. Còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh, chốt lẹ tại livestream này cho em này. Và lưu ý là phải chia sẻ cho em thì like trên livestream này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Lý Hạc 230.000 một set màu xám của chị ok này. Rồi mẫu em đang mặc lên là tông màu vàng, quá đẹp quá sang luôn nha. Tông màu vàng thì mặc lên quá đẹp quá sang luôn này. Bên trong là sắt lách, bên ngoài là một cái vest cho các chị nha. Mặc lên vừa sang vừa xinh vừa trẻ trung. Có một cái cúc này các chị có thể cài cúc ở cổ này cũng được cho em này. Rồi ok chị Thanh Hoàng 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Rồi ok cho chị Hiệp Lê 230.000 một set màu hồng ok nha. Lót Trần 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok Tố 230.000 một set màu vàng ok nha. Màu vàng như mẫu em đang mặc lên đây rất là sáng này, rất là sáng và nhã nhặn cho các chị mặc lên đều đẹp luôn này. Thiết kế hai cái túi giả hai bên rất là xinh nha. Một cái áo vest bên ngoài cho các chị này. Rồi ok chị Hằng Hàn 230.000 một set màu hồng của chị ok nha. Vâng ạ, 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Rồi ok Quân Lê 230.000 một set màu hồng này. Rồi ok Uyên 230.000 một set màu đen ok này. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào chốt nhanh chốt lẹ, em chỉ còn 3 phút cuối cùng nha. 3 phút cuối cùng và nhận 5 số điện thoại với mức giá là 230.000 thôi. Rồi chị Ly Mai đổi lấy màu vàng ok này. Rồi chị Hòa Hà lấy xét kẻ màu đen ạ. Đây là màu đen nha. Lấy xét kẻ thì để lại số điện thoại này. Rồi ok cho chị Hoa Cỏ Mây 230.000 xét đỏ ok này. Em sẽ giới thiệu này màu một lần nữa để cho các chị tiện nhìn màu nha. Và tiện theo dõi chốt đơn này, 3 đơn hàng nữa thôi nha. Mỗi em mặc lên là tông màu vàng nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị lựa chọn này. Có thêm màu này là màu đen nha, cực kỳ xinh luôn. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ. Và cuối cùng đây là màu xám cho các chị này. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Quá rẻ quá đẹp cho các chị này. Rồi một chút nữa mẫu sẽ mặc lại cái màu đen cho các chị xem nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này mới có mức giá ưu đãi. Rồi màu vàng mặc lên quá sang luôn nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái màu đen cho các chị này. Rồi ok chị Hòa Hà một set màu kẻ đen ok chị nha. Rất là đẹp luôn, chốt nhanh chốt lẹ đi ạ. Rồi ok Kim Thanh một set màu xám chốt nhanh cho em này. Chỉ còn 3 đơn hàng cuối cùng nha. Đây là hàng xả rồi.
hàng xả giá rẻ nên là phải chốt nhanh chốt lẹ thì mới có đơn hàng quá là đẹp cho một siêu phẩm như thế này luôn. Nên chị em nào nhanh tay thì mới có đơn hàng này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Có màu xám này, màu xám thì mặc lên cực kỳ nhã nhặn nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị mặc lên cực kỳ nổi này. Rồi ok, chị Thủy Nguyễn lấy sang màu hồng ok nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này. Có thêm tông màu vàng và có thêm tông màu đen cho các chị nha. 230k kèm màu, kèm số điện thoại này. Rồi ok, Tố Như 230.000 một set màu đen luôn nha. Rồi Quân Lê 230.000 một set màu hồng ok này. Chị ơi, đây là chất nhiều này, là chất nhiều dạ nha. Đây là dạ nha, dạ cao cấp này ở bên em này. Set này cả một set 830.000 cơ. Đang bán tại shop em nhưng giảm tại đây cho các chị, bán giá tri ân cho các chị nha. Giới thiệu sản phẩm với mức giá chỉ có 230.000 thôi. Thế chị em nào ưng, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ. Tại livestream này mới có mức giá ưu đãi này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok, cho chị Tống Như 230.000 một set màu hồng của chị ok này. Rồi ok, Thế Việt 230.000 một set màu đỏ nha, ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2-3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 đấy ạ. Rồi ok, chị Quận Nguyễn 230.000 một set màu đỏ ok này. Phương Lê 230.000 một set màu đen ok chị nha. 230k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2-3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em. Một set như này các chị mặc lên siêu sang siêu xinh luôn rồi. Hàng đủ size đủ số cho chị em, từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều mặc vừa nha. Bây giờ mẫu sẽ thử đi thử cái set đen lên cho các chị xem này. Set nào mặc nổi cũng nổi, mà set nào mặc lên cũng rất là sang và trẻ trung. Các chị mặc đi làm đi chơi này, đi dịp Tết Nguyên Đán này sắp đến cũng rất là đẹp luôn nha. Là còn chị em nào yêu thích set nào thì comment luôn cho em này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ luôn cho em nha. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là một set màu đen cho các chị này. Set màu đen như mẫu em đang mặc nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ cho các chị nha. Có thêm tông này là tông màu xám này. Và cuối cùng là tông màu vàng cho các chị nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh cho em đi ạ. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Hàng tem mắc đầy đủ, đủ size, đủ số đây. Gồm có một váy sát lách như thế này và một áo vest ở bên ngoài như thế này nha. Nào còn chị em nào lấy nữa thì chốt nhanh chốt lẹ trong vòng 1 phút cuối cùng nha. 1 phút cuối cùng em nhận 2 số điện thoại nữa, chị em nào lấy thì chốt luôn đi ạ. Em đang kiểm tra lượt chia sẻ xem là chị em nào đến giờ phút này rồi còn chưa chia sẻ livestream nha. Là đơn hàng sẽ bị hủy đây. Rồi ok chị Thanh Thanh này 230.000 một set màu hồng của chị luôn nha. Uyên Lê 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok, Tố Trần 230.000 một set màu vàng ok này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok, Liễu Nguyễn 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok, Tuấn Lê 230.000 một set màu đen ok nha. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em 2-3 lần và các hội nhóm công khai nào. 1 phút cuối cùng nha. 1 phút cuối cùng em nhận sẽ nhận 2 số điện thoại cuối cùng nữa này. Em sẽ kết thúc livestream này. Rồi màu mẫu em đang mặc lên đấy là màu đen quá là đẹp luôn nha. Rồi ok, Lê Mai một set màu đen ok này. Rồi ok, Tuân Lê một set màu đen này. Thanh Nhàn một set màu xám này. Thu Hoàng một set màu hồng ok này. 230k kèm màu, kèm số điện thoại. 1 phút cuối cùng cho chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ. Chị em nào chưa đặt hàng nhanh tay và đặt hàng cho em nha. Rồi ok, Phục Lê 230.000 một set màu đen luôn này. Rồi ok, Tố Uyên 230.000 một set màu xám ok nha. 230k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size mặc vừa. Nào còn chị em nào yêu thích nữa thì để lại số điện thoại cho em để em xin kết thúc livestream nào. Rồi ok, chị Tập Lê 230.000 một set màu đen này. Rồi ok, chị Sống Ảo 230.000 một set màu đỏ này. Rồi ok, Thanh Huy 230.000 một set màu xám ok nha. Rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream tại đây nha. Rồi chị Hà Hóa ok chị rồi nha. Bây giờ bên em xin kết thúc livestream tại đây này và chào các chị nha. Rồi ok, chị Ly Mai cho chị thêm một bộ đen nữa ok. Chị này là hai bộ quá đẹp luôn đấy, hai bộ ba bộ về mà mặc thay đổi nhau nha. Nào còn chị em nào yêu thích nó không thì để lại số điện thoại đi để em xin kết thúc livestream nha. Và chào tạm biệt các chị này, quá đẹp quá sang cho một mẫu thiết kế như thế này nha.
xin chào những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Chào 297 chị đầu tiên đang xem. Chào chị Loan Trần. Chào chị Phương Hoa nha. Chào chị Áo Cưới Tú Ngân. Chào tất cả những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của bên em nha. Rồi chị Loan Trần ơi, bán hàng mà mình đặt. Chị Loan Trần ơi, mình đặt hàng từ khi nào ạ? Các chị lưu ý nha. Hiện tại bây giờ bên hàng đơn hàng của bên em gọi là đang quá tải nhá. Hiện tại đơn hàng của bên em đang quá tải, có thể là hôm nay các chị đặt hàng thì ngày mai hoặc muộn nhất là ngày hôm sau nữa bên em sẽ gọi nha, bởi vì đơn hàng đang quá tải này. Chào 300 349 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Trong số livestream đặc biệt ngày hôm nay, chị yêu nào muốn săn xét váy dạ nha. Chị yêu nào muốn săn xét váy dạ giảm giá 70% trong 10 phút livestream đầu tiên của Thời Trang Công Sở, nhanh tay vào livestream này và chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 70% cho 10 phút đầu livestream của bên em nha. Một set váy như mẫu em đang mặc là hàng thiết kế chất liệu vải dạ cao cấp. Hàng thiết kế chất liệu vải dạ cao cấp đang có giá bán tại cửa hàng là 830.000 một set nha. Bao gồm một váy và một áo khoác ở bên ngoài chưa ạ? Một set đang bán tại cửa hàng là 830.000 trong livestream này, giảm giá 70% trong 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 230.000 một set. Một set bao gồm gì ạ? Một set bao gồm là một váy ở bên trong nha. Đây em cho các chị xem nha. Một set của mình bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong. Với cái váy dạ này thì các chị có thể mặc kết hợp cùng với cả là mùa này thì mình mặc áo len ở bên trong, xong mình mặc cái áo sát nách này ở bên ngoài này, kèm theo cả một áo khoác dạ nữa nha. Một set này đang có giá bán tại cửa hàng là 830.000 một set. Trong livestream này dành ra 10 phút livestream đầu tiên, dành ra 10 phút livestream đầu tiên em xả hàng với giảm giá 70%. Xả hàng giảm giá 70% chỉ còn 230.000 một set. Đủ size S, M, L, XL, 2XL nha. 40 đến 65 cân các tình yêu có size mặc vừa. 40 đến 65 cân các tình yêu có size mặc vừa. Giảm giá 70% áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên. Mã sản phẩm này, set này gồm có tất cả 5 tông màu cho các chị lựa chọn này. Mẫu này gồm 5 tông màu cho các chị lựa chọn. Em cầm trên tay đây mình gọi cho em là màu hồng nha. Tiếp theo em có thêm là màu đen nha. Tiếp theo là màu đen này. Có thêm màu đỏ nha. Có thêm màu vàng. Và mẫu em đang mặc đây gọi cho em là màu xám này. 830.000 một set, giảm giá trong 10 phút livestream đầu tiên. Chỉ còn 230.000 một set. Một set bao gồm một váy và một áo. Đây là hàng thiết kế cao cấp, chất liệu là vải dạ nhập khẩu nha. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa cho em. 40 đến 65 cân các chị có size mặc vừa. Một set của em bao gồm một áo dạ sát nách ở bên trong. Đó, bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong nha. Bao gồm một váy dạ sát nách ở bên trong và gồm có thêm một áo khoác dạ ở bên ngoài. Từ 830.000 trong livestream này giảm giá 10 phút livestream đầu tiên chỉ còn 230.000 một set. Áp dụng cho các chị yêu nào chia sẻ livestream này cho em đủ 5 lần ở chế độ công khai nha. 5 tông màu cho các chị lựa chọn, đủ size S, M, L, XL và 2XL. Từ 40 đến 65 cân mình có size mặc vừa. Từ 40 đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Chị em lấy comment cho em này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xám rất là trẻ trung luôn này. 230 kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Hàng đủ size, đủ số, 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là tông màu xám rất là đẹp luôn nha. Có thêm tông màu vàng cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu vàng nha. Có thêm tông màu hồng này, rất là trẻ trung nha. Có thêm tông màu đen này. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ nha. Rồi 58 cân chị mặc size XL cho em. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa này. Ra chia sẻ luôn cho em nha. 2-3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rất là đẹp và trẻ trung luôn đấy. Các chị có thể mặc giống như mẫu ở bên em này. Một cái màu xám như này rất là xinh nha. 830.000 một cái set dạ cao cấp. Và giảm xuống chỉ còn 230.000 cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream rồi. Nguyễn Kim Thoa 230.000 màu xám. Ok 2XL này. Em chỉ có bán trong 10 phút đầu tiên với mức giá 230.000. Nên chị em nào ưng mẫu này chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em này. Quá là xinh luôn, màu xám như mẫu đang mặc nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu đen nha, cực kỳ đẹp luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị. Và cuối cùng đây là tông màu vàng nha. Rồi ok,
ok chị Vi Nhàn một cái màu xám, ok chị Nguyễn Trường đã chia sẻ nhanh tay vào comment đi này. Rồi ok Hạnh Trần một cái màu xám ok luôn nha. Luân Thường một cái màu hồng ok chị luôn này. Thanh Nhàn một cái màu đen ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha. Rồi ok chị Hậu Lợi 230.000 một set màu xám của chị ok này. Rồi ok cho chị Tú Nhàn này 230.000 một set màu vàng ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Quá đẹp quá xinh luôn này. Màu đen đây nha, màu đen này. Quá là xinh luôn, có thêm màu xám như mỗi năm mặc nha. Có thêm tông màu đỏ này, có thêm tông màu vàng này. Rồi ok Linh Phan 230.000 màu xám 54 cân mặc vừa size L cho em. Chỉ có 10 phút đầu tiên bên em xả báo với mức giá ưu đãi nha. Đây là áo rời nha chị ơi, gồm có một set này. Một set ở bên em gồm có một áo nha và một cái váy sát lách bên trong này. Rồi ok Nguyễn Trường một cái màu xám ok, Ngô Thanh Hoa một cái màu xám ok này. Diễm Phúc 230.000 màu hồng ok, Chu Cảnh 230.000 màu đen ok nha. Diệu Linh Diệp 230.000 màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Chị Đào Ngọc Khánh Chi để lại số điện thoại cho em một set gồm một váy và một áo cho các chị. Quá rẻ quá đẹp luôn rồi, chị em nó lấy chốt nhanh chốt lẹ trong 10 phút đầu tiên cho em nha. 830.000 một cái set cao cấp như này ở bên em giảm xuống cho các chị tại 10 phút livestream đầu tiên là 230.000 và có size cho người 40 cân đến 65 cân quay đầu nha. Rồi chị Nguyễn Thảo một cái màu xám ok này, 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi chị Đào Ngọc Khánh Chi để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Rồi ok Bùi Hiền 230.000 một set màu xám này, Thanh Trần 230.000 một set màu hồng này, Quế Thư 230.000 một set màu đen ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em đi ạ. Rồi ok chị Hoa Bùi một set màu xám size L, bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu đỏ cho các chị nha. Thử sang tông màu đỏ cho các chị xem cũng rất là đẹp luôn này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok Nguyễn Thảo 230.000 một set màu hồng ok chị này. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em, đây là dạ cao cấp ở bên em nha. Dạ cao cấp ở bên em các chị nhìn này, rất là trẻ trung luôn, các chị quay máy giặt thoải mái luôn cho em không sợ bị bay xù. Lưu ý là phải ra chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok cho chị Thế Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok này, Đào Ngọc Khánh Chi vàng và hồng ok luôn này. Rồi mặc rời được nha chị ơi, đây là mẫu một cái áo ở bên trong và một set mà một cái. Rồi ok cho chị Mỹ Ly một set này. Rồi chị Nguyễn Tường để lại số điện thoại cho em 58 cân mặc xanh nờ nha. Đây một set rời đây chị ơi, gồm có một áo này, gồm có một áo và một váy sát lách nha, quá đẹp quá sang luôn. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Quá rẻ quá đẹp cho một cái set này nha. Rất là lạ mắt cho các chị mặc một set dạ như thế này nên này, vừa nhặn vừa lạ mắt luôn nha. Rồi ok cho chị Tống Thế này 230.000 một set màu hồng ok nha. Rồi Khánh Huyền một set màu xám ok này, Liên Trường một set màu đen ok này. Chốt nhanh chốt lẹ, chỉ có 10 phút đầu tiên mới có mức giá ưu đãi như vậy thôi. Sau 10 phút thì lại trở về với mức giá 830.000 một cái set cao cấp như này nha các chị em. Chất liệu dạ cao cấp cho các chị, có độ co giãn cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái này. Rồi ok cho chị Luyến Hoàng 230.000 một set màu đen của chị, quá đẹp nha. Rồi ok cho chị Lạnh Giá 230.000 một set màu vàng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Lưu Ly 230.000 một set màu hồng ok này. Vâng ạ, lưu ý là phải chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Quá rẻ quá đẹp, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. 10 phút đầu tiên mới có mức giá là 230.000 nha. Rồi ok chị Thế Hoàng 230.000 một set màu hồng này, Lâm Như 230.000 một set màu vàng ok nha. Rồi ok nó chị Loan Toàn 230.000 một set màu đen của chị, quá đẹp luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. Quá rẻ quá đẹp cho một set này. Rồi ok chị Thanh Trần một set này. Rồi có rất là nhiều chị đang chốt cho mẫu này ở bên em. Em có thể đọc tên tất cả các chị được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok cho chị Nguyễn Quyến 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay đi ạ. Rồi ok chị Tố Tố 230.000 một set màu xám của chị nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em này. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 nha.
230 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok cho chị Mai Thị Huyền Linh một cái màu xám ok này. Nguyễn Phương một cái màu đen ok, chốt nhanh chốt lẹ đi không có nhiều nhá. Rồi 1600 chị đang xem, mỗi chị ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào và chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên cho em này. Rồi ok cho chị Ngô Quế 230.000 ok nhá. Chị Hà Hòa lấy màu hồng để lại số điện thoại cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là tông màu đỏ nhá. Mẫu em đang mặc lên là tông màu đỏ này. Rồi ok chị Nga Hoàng một set màu đen ok này. Mơ tô một set màu xám ok này. Chị Mỹ Ly để lại số điện thoại cho em này. Rồi ok chị Nguyễn Trường một set màu xám ok, chốt nhanh chốt này 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ đi ạ. Màu xám quá đẹp quá sang luôn, các chị có thể cài cúc ở đây hoặc mặc giống như dáng vest như bên em nha. Quá xinh này, thiết kế hai bên túi giả cho các chị này, quá đẹp luôn nha. Một set siêu phẩm như này mới với mức giá 830.000 giảm còn 230.000. Chỉ áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này nha. Rồi một cái vest như thế này thì quá là rẻ luôn này. Rồi ok chị Hà Hòa một cái màu hồng nha. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần để cho các chị tiện theo dõi này. Mỗi em mặc lên là tông màu đỏ nha. Có thêm tông màu xám nha các chị lựa chọn, quá xinh luôn này. Quá là xinh cho cái tông màu xám thì cực kỳ nhã nhặn rồi. Có thêm tông màu đen nha. Có thêm tông màu đen cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu hồng trẻ trung cho các chị nha. Và cuối cùng đây là tông màu vàng này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Bây giờ em sẽ ra kiểm tra xem lượt chia sẻ của chị đã, các chị đã chia sẻ hay chưa này. Rồi ok, Tố Uyên một set màu vàng ok này, Mỹ Ly một set màu vàng ok luôn nha, Thanh Nhàn một set màu đen ok này, Lưu Ly một set màu xám ok chị này. 230 kèm màu kèm số điện thoại đây. Mẫu em đang mặc lên đây là một cái set màu đỏ nha, một set màu đỏ rất là nhẹ nhàng cho các chị này, cực kỳ trẻ trung luôn nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Anh Tú 230.000 một set màu đen luôn này, Quế Nguyệt 230.000 một set màu hồng ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 830.000 mà bên em giảm xuống cho các chị chỉ còn 230.000 nha. Rồi ok cho chị Uyên Nhi này 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok cho chị Thanh Tường 230.000 một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Đủ 10 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok Lê Thương 230 một set màu đen ok chị này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu đen cho các chị xem nha. Có thấy rất là nhiều chị thích cái màu đen này, em sẽ thử sang cho màu đen này. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang chảnh cho các chị luôn nha. Thiết kế hàng này là hàng dạ cao cấp ở bên em này. Hàng này hàng dạ cao cấp nha, có gồm có hai sản phẩm, một trong một luôn nhá, hai trong một này. Rồi ok Trần Nguyệt Nga một set màu đen ok đây các chị nha. Một váy ở bên trong này đấy, mùa hè các chị mặc mỗi một cái váy này thôi mặc đã rất là lịch sự rồi. Khi mà các chị đi vào mùa đông trời hơi se lạnh như chúng ta khoác một cái áo ở bên ngoài thế này nhá. Rồi có size nha, đủ size cho người 40 cân đến 65 cân quay đầu nhá. 45 cân chị mặc size S cho em nha chị ơi, 40 cân đến 65 cân quay đầu có size thích hợp này. Rồi ok cho chị cho chị Thanh Thanh 230.000 một set màu đen ok này. Rồi ok cho chị Liễu Nguyễn 230.000 một set màu xám của chị ok nha. Rồi ok Thanh Nhàn 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ cho em nha. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 ạ. 62 cân mặc size 2XL nha, chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút livestream đầu tiên này. Hàng xả nên là không có nhiều nên các chị phải chốt nhanh thì mới có đơn hàng nha. Rồi ok chị Thế Kiệt 230.000 một set màu đen của chị ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Phương Phương 230.000 một set màu hồng ok, lên đơn hàng thành công của chị nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp cho các chị luôn. Các chị nhìn chất liệu dạ này, dạ này là dạ cao cấp ở bên em nha. Có thêm kim tuyến cho các chị mặc lên vừa sáng vừa nổi này. Rồi ok chị Hồng Hoàng 230.000 một set màu hồng này. Mễ Trì 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các nhập công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok cho chị Cẩm Trướng 230.000 một cái màu xám 61 cân mặc size 2XL ok này. Chị Tinh Trúc một cái màu xám size L ok luôn nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream đi, số lượng có hạn thôi nha. 10 phút đầu tiên bên em xả bán với mức giá ưu đãi thôi ha. Rồi ok Cao Học 230.000 một set màu xám ok này. Rồi ok chị Tuấn Tú 230.000 một set màu đỏ ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 này. Rồi ok chị Thu Thu 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok chị Quân Nguyễn
230.000 một set màu xám, ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Rồi chị Mai Lê lấy bộ gì để lại số điện thoại cho em đi chị ơi, comment đúng cú pháp này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc màu đen lên cho các chị xem đây, quá là đẹp luôn này. Màu nào cũng đẹp, ok chị Lương Lê một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok chị Ngoan Đỗ này một set màu kẻ đen ok này. Chị Mai Thị Huyền Linh 47 cân mặc vừa size M nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa, quá là đẹp trong một cái set như thế này luôn này. Các chị mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc đi Tết từ bây giờ thì rất là đẹp luôn nha. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Rồi mẫu em đang mặc lên đây là kẻ đen trắng cho các chị, quá là đẹp luôn nha. Mặc kẻ đen trắng lên cho các chị quá là đẹp và sang luôn này. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là phải chia sẻ luôn cho em nha. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000 á. Quá rẻ quá đẹp cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Tố Như 230.000 một set kẻ đen trắng ok này. Đây set kẻ đen trắng này quá đẹp cho các chị luôn này. Đủ size đủ số, 40 cân đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại tất cả các tông màu để cho các chị tiện theo dõi này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đen nha, quá là đẹp luôn trong một cái set vest này. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu xám nha. Có thêm tông màu xám quá là xinh luôn này. Có thêm tông màu hồng cho các chị này. Và cuối cùng đây là tông màu vàng nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Bích Lê 230.000 một set màu đen ok nha. Rồi 60 cân chị Dì Tin mặc vừa size XL cho em này. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số phù hợp. Rồi ok chị Lê Hoàng này 230.000 một set màu đen của chị ok nha. Đây đen trắng này quá là đẹp và sang luôn này. Cái màu cực kỳ dễ mặc, chị em nào cũng có thể mặc lên được cho em nha. Thu Thủy 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok cho chị Hồng Lê 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ xem các chị đã chia sẻ đủ 5 lần trở lên chưa nha. Em đã chốt rất là nhiều đơn hàng rồi và trong 10 phút đầu tiên có mức giá là 230.000 thôi nha. Một set 2 trong 1, vừa được một váy săn lách ở bên trong này, vừa được một cái áo khoác ở bên ngoài nha. 45 cân mặc vừa size S cho em ok. Vũ Thị Nguyệt một set là màu vàng ok này. Phạm Bio 230.000 một set màu đỏ ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ cho em đủ 5 lần và các của nhóm công khai nha. Rồi ok chị Nhập Thành này 230.000 một set màu đỏ của chị ok này. Quế Lan 230.000 một set màu hồng ok nha. Rồi ok Luân Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok này. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu vàng cho các chị xem nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Chất liệu dạ cao cấp này, có độ co giãn nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái. Dáng ở bên trong là một cái váy suông chữ A cho các chị. Dấu khuyết điểm tuyệt đối cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Thanh Nhàn 230.000 một set màu hồng của chị này. Ok chị Quế Như 230.000 một set màu đen nha. Rồi ok Trần Thị Hạnh một set kẻ đen ok chị này. 52 cân mặc vừa size L này. Loan Đỗ 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok Tuấn Thể 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 nha. Rồi ok chị Lan Lan 230.000 một set màu đỏ ok chị này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Luận Lê 230.000 một set màu hồng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi này. Rồi ok cho chị Lan Lê 230.000 một set màu xám của chị ok nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Trong 10 phút đầu tiên bên em xả bán với mức giá ưu đãi nên là các chị chốt nhanh chốt lại cho em này. Set cao cấp đang bán với mức giá 830.000 ở bên em nha. Quá rẻ quá đẹp trong một siêu phẩm như thế này luôn. Nên còn chị em nào ôm chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lại cho em này. Rồi ok chị Thảo Lê 230.000 một set màu đen ok chị luôn nha. Rồi ok chị Hảo 230.000 một set màu vàng ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Như Nguyệt 230.000 một set màu đen ok này.
230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Mẫu bên em thử phun màu cho các chị xem nha. Màu nào mặc lên cũng nổi, màu nào mặc lên cũng đẹp và sang cho các chị luôn. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu vàng vào cho các chị xem này. Bây giờ mẫu bên em sẽ mặc thử cái tông màu vàng lại cho các chị xem nha. 230k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử cái màu vàng ra cho các chị xem. Màu vàng đẹp cực kỳ luôn này, rất là đẹp luôn nha. Chị em nào nhanh tay thì có mẫu mới có đơn hàng này. 230 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Đây mẫu em nào mặc lên là tông màu vàng nha. Chị em nào lựa chọn màu vàng lựa chọn nhanh tay cho em này, quá là đẹp luôn này. Chỉ có 30 set và chia đều cho 5 màu nha. Rồi ok, Nguyễn Anh Tôm 230.000 màu đỏ ok này. 230k một cái màu vàng ok nha. Rồi ok cho chị Nguyễn Anh Tôm rồi nha, nên đơn hàng cho chị rồi này. 230.000 một set màu đen nha. 230.000 một set màu đen. 230.000 có thêm set màu xám cho các chị này. 230.000 có thêm set màu hồng nha. 230.000 có thêm set màu đỏ. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nha. Rồi ok cho chị Nguyệt Lê 230.000 một set màu hồng ok này. Rồi ok cho chị vâng, Trăm Khóc 230.000 một set màu đen ok nha. Rồi ok chị Loan Hoàng 230.000 một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 230.000. Rồi ok Tố Uyên 230.000 một set màu đỏ ok chị này. Màu vàng mặc lên quá nổi quá sang luôn nha. Chất liệu dạ này rất là mềm mịn này, dạ nhập khẩu luôn nha. 830 giảm chỉ còn 230.000 cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên này cho em thì sẽ có mức giá là 230.000 này. Rồi ok cho chị Thế Kiệt 230.000 một set màu đen này. Rồi ok cho chị Trai Thành Nam 230.000 một set màu đỏ ok nha. Nguyễn Anh Tôm có đơn hàng rồi, không comment lại nữa giùm em này. Ra chia sẻ nhanh tay cho em đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai nha. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 230.000 nhá. Rồi ok cho chị Nguyễn Nhàn 230.000 một set màu đỏ ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok chị Lan Nguyễn 230.000 một set màu vàng ok chị này. Bây giờ mẫu sẽ thử qua màu hồng cho các chị xem nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình nha. Rồi ok chị Nguyệt Lê 230.000 một set màu vàng ok này. 230.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Rồi ok chị cho chị Tôm Tép 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 230.000 thôi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Điệp 230.000 một set màu đỏ ok này. Rồi ok chị Lan Hồ 230.000 một set màu xám ok nha. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Ra chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai đi ạ. Rồi ok chị Vũ Thị Nguyệt đổi sang lấy set màu vàng ok nha. Xuân Tâm một set màu xám ok này. 230 kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Màu nào mặc nên cũng rất là đẹp và sang và trẻ trung như các chị nha. Lưu ý là phải chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn này. Rồi ok chị Nhàn Nhàn 230.000 một set màu